Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 194. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt ngây người, lợi hại vậy ư? Dương Niệm Tuyết lại hỏi, biết nhánh cây ta dùng cho đệ là nhánh cây gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết trầm giọng bảo, cây thần sinh mệnh, là cây thần sinh mệnh thực thụ đó, hơn nữa còn từng được Tiểu Bạch gây trồng, nhánh cây ấy có thể khiến người chết sống lại. Thân thể của đệ vốn đã có khả năng chữa lành, mà bây giờ cây thần sinh mệnh lại làm tăng khả năng tự phục hồi của đệ, giờ đây đệ muốn chết cũng khó. Diệp Huyên nhìn thân thể mình, quả nhiên phát hiện bên trong có chứa rất nhiều điểm nhỏ li ti màu xanh lá cây. Cây thần sinh mệnh. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết cười ngượng, tỉ nhiều thần vật vậy rồi còn ra ngoài tìm tinh thần mạch. Dương Niệm Tuyết sửng dưng nói, sao, không được à? Diệp Huyên vội bảo, được, đương nhiên là được, tỉ còn thần vật gì nữa, có thể lấy ra cho đệ được mở mang tầm mắt không? Dương Niệm Tuyết lườm hắn, đệ đừng mơ. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nói, đi, đến chung thế giới. Diệp Huyên hơi tò mò, tỷ vẫn luôn nhấn mạnh đến chung thế giới, tỷ có mục đích gì vậy? Dương Niệm Tuyết trầm giọng nói, lão đệ, mục tiêu của đệ là vượt qua phụ thân, đúng không? Diệp Huyên vô thức đáp, mục tiêu của đệ là đánh chết ông ấy. Nói xong hắn lập tức hối hận, chết tiệt, sơ suất rồi. Dương Niệm Tuyết giơ ngón tay cái lên, đệ lợi hại. Diệp Huyên chớp mắt, tỷ sẽ không về mách phụ thân chứ? Dương Niệm Tuyết cười hì hì, đệ nghĩ sao? Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nghiêm nghị nói, ta nói cho đệ biết, nếu mục tiêu của đệ là vượt qua phụ thân thì đệ phải tăng tốc lên. Biết chung thế giới không? Diệp Huyên lắc đầu. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, đó là nơi thiên tài nhiều vô kể. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nền văn minh võ đạo rất cao à? Dương Niệm Tuyết thản nhiên nói, phụ thân từng đưa ta đến đó. Biết vì sao năm ấy phụ thân lại tới đó không? Diệp Huyên suy nghĩ giây lát rồi bảo, không phải là để thể hiện đấy chứ. Dương Niệm Tuyết trừng mắt, đệ tưởng ai cũng như mình à. Phụ thân đến đó là vì ở đó có cường giả. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên nặng nề. Cường giả có thể khiến phụ thân coi trọng thì chắc chắn không phải cường giả bình thường. Dương Niệm Tuyết thấp giọng nói tiếp, nơi đó thật sự rất kinh người. Sự hưng thịnh của nền văn minh võ đạo ở nơi đó vượt xa sức tưởng tượng của đệ. Hơn nữa, niệm tỷ của đệ cũng ở đó đấy, còn cả mấy hồng nhan chi kỷ của đệ nữa. Nghe vậy, Diệp Huyên lật đật hỏi lại, niệm tỷ và An Lan Tú đều ở đó. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cười bảo, đi, đến chung thế giới. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, để biết cô gái đeo giỏ trúc vừa nãy là ai không? Diệp Huyên nghiêm giọng hỏi, tỷ biết à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, chắc hẳn nàng đến từ chung thế giới. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại nhìn ra được? Dương Niệm Tuyết nhàn nhạt đáp, nàng hẳn là thần nữ giỏ trúc bí ẩn của chung thế giới. Ở chung thế giới, nàng nổi tiếng như vị các chủ của Tiêu Bảo Các vậy, ở đó họ là hai người phụ nữ đánh nhau giỏi nhất đấy, đương nhiên sau khi niệm tỷ của đệ đến đó thì lại thêm một người nữa. Nói xong. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, niệm tỷ của đệ cũng đánh nhau rất giỏi. Ba người phụ nữ. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, những người đánh nhau giỏi đều là phụ nữ à? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, ba người họ chỉ được gọi là ba người phụ nữ đánh giỏi nhất thôi, chứ ở đó vẫn còn cường giả hàng đầu, là cường giả hàng đầu thực thụ. Diệp Huyên hơi nhíu mày, lợi hại đến vậy ư? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hạ thấp giọng, trước đây thì từng ở đó rồi à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nhưng như thể nghĩ đến điều gì đó, nàng lại lắc đầu, chưa? Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, không phải thì có kẻ thù ở nơi đó đấy chứ? Mặt Dương Niệm Tuyết đen xì, sao có thể thế được? Diệp Huyên im lặng. Đậu má! Trực giác nói cho hắn biết tỷ tỷ đưa hắn đến chung thế giới chắc chắn là có âm mưu. Dương Niệm Tuyết nói tiếp, tiếp theo chẳng phải đệ muốn tu luyện thần hồn sao? Ở chung thế giới có một loại thần vật tên là cây thần hồn, vật này nuôi dưỡng thần hồn cực tốt, nếu đệ lấy được nó thì có thể dễ dàng đạt đến thần hồn bất hủ cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, thật chứ? Dương Niệm Tuyết gật đầu, thật. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta đến chung thế giới đi.
Mặt mày Dương Niệm Tuyết chợt trở nên hớn hở, đi thôi. Nói xong hai tỷ đệ lên đường đến Trung Thế Giới. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên lên tiếng, tiểu chủ, với trí thông minh của người chắc đã biết Niệm Tuyết tiểu chủ muốn lừa người. Vì sao người còn đi? Diệp Huyên khẽ nói trong lòng, chắc chắn tỷ tỷ vẫn còn rất nhiều thần vật nữa, hiểu không? Tiểu Tháp im lặng hồi lâu mới nói, hai tỷ đệ nhà ngươi đúng là chẳng giống ai. Một người lừa đệ, một người lừa tỷ, nhà lão Dương đúng là gia môn bất hạnh. Diệp Huyên, Trung Thế Giới. Diệp Huyên vẫn thấy khá tò mò với Trung Thế Giới này, dù sao Niệm tỷ cũng ở đó, cả mấy người An Lan Tú cũng thế. Trên đường đi, Diệp Huyên chợt hỏi, tỷ tỷ, tỷ có nhiều thần vật như thế, vì sao tỷ không dùng nó để nâng cao thực lực của bản thân? Dương Niệm Tuyết hờ hững nói, phụ thân nói ta sử dụng thần vật quá nhiều cũng không tốt, muốn ta phải củng cố lại. Diệp Huyên cạn lời. Sử dụng thần vật quá nhiều. Đừng nói cảnh giới của tỷ tỷ được nâng cao bằng thần vật nhé. Có thể lắm. Hắn phát hiện thật ra khả năng chiến đấu của tỷ tỷ không được tốt lắm. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, lão đệ, vì sao đệ có thể tiến vào dòng sông thời gian, tiến hành nghịch thời gian vậy? Diệp Huyên cười đáp, tu luyện. Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, dạy ta đi. Diệp Huyên hơi do dự. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng hỏi, không được sao? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, sau đó nói, tỷ tỷ, thật ra thứ này khá đặc biệt. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thanh kiếm này, thanh kiếm mà Thanh Nhi chế tạo cho đệ. Dương Niệm Tuyết nhìn kiếm Thanh Huyên, nàng im lặng một lát rồi nói, sau này có thể bảo muội muội của đệ chế tạo cho ta một thanh kiếm không? Diệp Huyên hơi khó xử. Dương Niệm Tuyết lại nói, sẽ có lợi ích. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, tỷ đệ với nhau sao lại nói về lợi ích, khách sáo quá rồi. Dương Niệm Tuyết liếc hắn, coi đệ kìa, con người đệ thế nào chẳng lẽ ta còn không hiểu sao? Chuyện không có lợi đệ sẽ làm chắc. Diệp Huyên cười to, tỷ tỷ, nếu tỷ muốn có kiếm thì bảo phụ thân chế tạo cho một thanh đi. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, không muốn tìm ông ấy. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Dương Niệm Tuyết im lặng một lát rồi nói, ta không muốn sống dựa vào người khác. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, tỏ vẻ bất đắc dĩ, từ khi sinh ra, ta đã cái gì cũng có, chỉ cần ta muốn, phụ thân đều sẽ cho, dù là thứ gì phụ thân cũng chiều theo ta, việc này khiến cuộc đời ta trở nên không có mục tiêu. Hay, để có thể hiểu được nỗi đau khổ đó không? Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta ra ngoài là muốn trải nghiệm cuộc sống khó khăn, lão đệ, đệ từng trải nghiệm cuộc sống khó khăn không? Diệp Huyên cảm thấy lồng ngực của hắn hơi nghẹn lại. Mẹ kiếp, gặp phải một người còn biết diễn hơn cả hắn rồi. Mà hắn còn không thể phản bác. Tỷ tỷ thật sự không phải người. Dương Niệm Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyên chợt cất lời, tỷ tỷ, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta tăng tốc đi. Dứt lời, hắn lập tức dẫn Dương Niệm Tuyết cùng biến mất ở cuối tinh không. Dương Niệm Tuyết. 3 ngày sau, Trung Thế Giới. Khi Diệp Huyên đi tới Trung Thế Giới, hắn bị độ tinh thuần của linh khí nơi này làm khiếp sợ. Sự tinh thuần của nó vượt xa dự đoán của hắn, còn tinh thuần hơn linh khí ở huyên giới ít nhất là gấp 10 lần. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết nói với giọng điệu nặng nề, Trung Thế Giới này có 36 linh mạch siêu cấp, 36 linh mạch này đều nằm trong Trung Thế Giới, vì sự tồn tại của chúng nên linh khí ở nơi này trở nên cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên nhíu mày, linh mạch siêu cấp. Dương Niệm Tuyết gật đầu, mỗi một linh mạch đều đủ để nuôi sống vũ trụ như táng thiên thần vực, mà nơi này lại có tận 36 linh mạch. Diệp Huyên trầm giọng nói, 36 linh mạch này thuộc về thế lực nào đó sao? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không phải, chúng không thuộc về bất cứ một thế lực nào cả. Diệp Huyên hơi khó hiểu, không có thế lực nào chú ý đến chúng sao? Dương Niệm Tuyết nói, ai dám chứ? Thực lực của 36 tinh mạch này cũng không yếu, hơn nữa chúng còn là một tồn tại tựa như thần tiên ở Trung Thế Giới. Thế lực nào dám can đảm có ý đồ với chúng thì chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ cường giả nơi đây, sẽ bị đánh hội đồng. Diệp Huyên gật đầu, địa vị cao quý. Dương Niệm Tuyết gật đầu, địa vị của chúng rất cao quý,
Đương nhiên đó là vì chúng chưa từng dính dáng đến bất kỳ một ân oán nào, dù các thế lực lớn ở chung thế giới có tranh đấu ra sao, chúng đều không nhúng tay vào, cho nên các thế lực lớn trong chung thế giới đều rất tôn trọng chúng. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới tiếp, nhưng từng có một năm, nơi này suýt xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên hơi tò mò, chuyện lớn gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, năm đó chúng ta từng đến nơi này, Tiểu Bạch suýt dụ dỗ được 36 linh mạch siêu cấp kia đi theo cô bé. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lại nói, cuối cùng vẫn nhờ có phụ thân ngăn cản, nếu không 36 linh mạch siêu cấp này đi theo Tiểu Bạch thì vũ trụ này sẽ đi đời. Không có linh khí chống đỡ, vũ trụ này sẽ trở nên khô cằn với tốc độ nhanh nhất. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Bạch đúng là có sức hấp dẫn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, sức hấp dẫn của cô bé với linh thật sự có thể miêu tả bằng hai chữ đáng sợ. Diệp Huyên đang muốn đáp lời thì phía xa đột nhiên xuất hiện mười mấy hơi thở mạnh mẽ. Một khắc sau, một cô gái dẫn theo một đám cường giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết. Cô gái mặc váy dài màu đen, trong tay cầm một cái roi dài làm từ vảy không biết tên. Khi nhìn thấy Dương Niệm Tuyết, nàng ta cười khẩy, Dương Niệm Tuyết, con rùa rụt cổ ngươi còn dám quay lại sao? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức thấy đau đầu. Chết tiệt! Quả nhiên tỷ tỷ có gây chuyện ở nơi này. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nhìn cô gái, Hách Liên Tiêu, có bản lĩnh thì đấu tay đôi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hách Liên Tiêu châm chọc, tại sao ta phải đấu tay đôi với ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì gọi người đi, ngươi! Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Sau đó châm chọc, đây là người mà ngươi gọi đến à? Dương Niệm Tuyết lạnh nhạt đáp, đệ đệ của ta nóng tính, tốt nhất ngươi đừng gây chuyện với đệ ấy. Đệ đệ. Hách Liên Tiêu quan sát Diệp Huyên, châm chọc, tỷ tỷ yếu như thế, không biết đệ đệ là thể loại gì. Dứt lời, nàng ta chỉ vào chân Diệp Huyên, chặt đứt chân hắn trước. Nàng ta vừa nói xong, bên cạnh đã có một cường giả lao về phía Diệp Huyên, nhưng hắn ta vừa xông lên. Đầu đã lập tức rơi xuống. Phụt. Máu tươi bắn ra trên không trung, cực kỳ đẫm máu. Nhìn thấy cảnh này, mấy người Hách Liên Tiêu đều sửng sốt. Giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên nhìn về phía Hách Liên Tiêu, đang định lên tiếng thì nàng ta đột nhiên nói, rút lui. Nói xong, Hách Liên Tiêu lập tức dẫn theo mấy người sau lưng biến mất ở chân trời phía xa. Chạy rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Chạy nhanh thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, tỷ tỷ, tỷ có mâu thuẫn với nàng ta à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, nàng ta là người của Hách Liên gia tộc. Lúc trước khi đấu giá một món đồ trong hội đấu giá tiên bảo các, nàng ta không có nhiều tiền bằng ta, sau đó ta giành được thứ đó, thế là nàng ta không ngừng nhằm vào ta. Đương nhiên ta không phục, cho nên năm đó thừa dịp lúc không có người mà đánh nàng ta một trận. Nhưng nữ nhân này không có võ đức, đánh không lại ta thì đi gọi người, hơn nữa còn gọi rất nhiều người, hầy. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, tỷ tỷ, tỷ có bao nhiêu tiền? Dương Niệm Tuyết hơi đề phòng, để hỏi việc này làm gì? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, chỉ hỏi cho biết thôi mà. Trực giác nói với hắn, chắc chắn tỷ tỷ rất giàu có. Dương Niệm Tuyết chừng Diệp Huyên, đừng có ý đồ với tiền của ta. Diệp Huyên đang định đáp lời thì Hách Liên Tiêu kia lại đến. Lần này nàng ta dẫn theo hai ông lão áo đen. Hai ông lão này đều là vĩnh hằng bất hủ cảnh. Hách Liên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giết hắn. Nàng ta vừa ra lệnh, một ông lão áo đen đã vung tay về phía Diệp Huyên từ xa, một lực lượng mạnh mẽ kéo về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ nhàng khều ngón cái. Vụt! Một tia kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt. Lực lượng kia bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đánh tan, một khắc sau, kiếm dài chém thẳng về phía ông lão. Nhìn thấy cảnh này, ông lão kia híp mắt, ông ta đột nhiên tiến lên một bước, sau đó đánh tới, trong cú đấm có quyền mang tựa như núi lửa dâng trào xuất hiện, thời không xung quanh lập tức sôi trào. Đỡ lấy chiêu kiếm kia của Diệp Huyên. Cú đấm của ông lão vừa tiếp xúc với kiếm của Diệp Huyên, quyền mang đã lập tức bị bao phủ, một khắc sau. Ông lão bị chém lùi xa mấy nghìn trượng, vừa mới dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã lập tức nổ tung, ngay sau đó, cả thân thể cũng nổ tung theo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng sửng sốt.
chiêu kiếm này của hắn không có chạm quá khứ, cũng không có chạm tương lai, chỉ là một chiêu kiếm bình thường. Chiêu kiếm bình thường của hắn trở nên mạnh như thế từ bao giờ? Thân thể. Diệp Huyên nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề, thân thể của hắn bây giờ hoàn toàn khác với trước kia. Phía xa, ông lão vừa bị đánh vỡ thân thể nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, ngươi. Còn chưa nói hết câu, kiếm Thanh Huyên đã đâm vào giữa chân mày của ông ta, một khắc sau, linh hồn của ông ta lập tức bị hấp thu. Hách Liên Tiêu ở một bên đã nở người ra. Bị giết chết trong nháy mắt. Cả cường giả vĩnh hằng bất hủ cảnh cũng bị giết chết trong nháy mắt. Hách Liên Tiêu kia vội nói, vị công tử này, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng còn chưa kịp nói xong, một thanh kiếm đã xuyên thủng giữa chân mày của nàng ta. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Tiêu, lần đầu đã bỏ qua cho cô vốn không nên quay lại. Lần này, cô cảm thấy ta còn bỏ qua cho cô sao? Ông lão bên cạnh Hách Liên Tiêu vội nói, xin công tử nương tay. Hách Liên gia tộc ta sẽ vô cùng cảm kích. Diệp Huyên nhìn ông lão, ông đang dùng Hách Liên gia tộc ra để uy hiếp ta sao? Ông lão vội nói, không, không dám. Lúc này, Hách Liên Tiêu đột nhiên nói, ta dùng tiền mua mạng của mình. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Tiêu, dùng tiền mua mạng của cô. Hách Liên Tiêu run rẩy nói, 3.000 tinh thần mạch, đủ không? Diệp Huyên nhíu mày, mạng của cô chỉ đáng 3.000 thôi à? Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh, không nói một lời. Hách Liên Tiêu run rẩy nói, 10.000, ta trả 10.000, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, cô có trả 1 triệu ta cũng không đáp ứng. Biết tại sao không? Hách Liên Tiêu ngơ ngác hỏi lại, vì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, tỷ tỷ là người quan trọng nhất trong lòng ta, còn quan trọng hơn cả phụ thân. Ai muốn hại tỷ tỷ của ta, ta sẽ tiêu diệt cả gia tộc kẻ đó. Tỷ tỷ ruột vạn tuế. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn của Hách Liên Tiêu. Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh hơi nhếch môi. 10.000 tinh thần mạch. Đương nhiên Diệp Huyên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trước đó hắn đã tha cho Hách Liên Tiêu này một lần, mà đối phương lại dẫn theo người mạnh hơn đến, lần này nếu còn bỏ qua cho đối phương, sau đó lại để đối phương mang người mạnh hơn nữa đến à? Dù hắn không sợ, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện náo tàn như thế. Nhìn thấy Diệp Huyên thẳng tay chém chết Hách Liên Tiêu, sắc mặt của ông lão ở một bên lập tức trở nên tái mét, sau đó ông ta nổi giận, không ngờ ngươi lại dám giết người của Hách Liên gia tộc ta. Còn chưa nói hết câu, thân thể ông ta đã trở nên hư ảo. Chạm quá khứ. Ông lão sợ hãi nhìn Diệp Huyên, nghịch thời gian, không ngờ ngươi lại có thể nghịch thời gian. Diệp Huyên không nói nhảm với ông ta, hắn vung tay áo, ông lão lập tức biến mất. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, lão đệ, đệ không sợ Hách Liên gia tộc trả thù à? Diệp Huyên cười đáp, vì tỷ tỷ, dù trở thành kẻ thù của toàn bộ vũ trụ, đệ cũng không thấy tiếc. Dương Niệm Tuyết liếc Diệp Huyên, đệ đừng nịnh bợ ta không có gì cho đệ đâu. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía chân trời, sau đó nói, có lẽ Hách Liên gia tộc sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, hình như nữ nhân này còn có một vị hôn phu, là người của Lý tộc. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta đi đến Tiên Bảo Các đi. Dương Niệm Tuyết chớp mắt, đi đến Tiên Bảo Các làm gì? Diệp Huyên cười nói, mua bảo hiểm an toàn cuộc sống. Dương Niệm Tuyết. Một lát sau, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đi đến Tiên Bảo Các, lúc đến đây, không thể không nói Tiên Bảo Các rất nguy nga, cao 9 tầng lầu, mỗi tầng rộng ít nhất gần 10.000 trượng, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tỷ nói thật với đệ đi, tỷ có giàu bằng Tiên Bảo Các này không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không. Diệp Huyên quay đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, nàng liếc hắn một cái, người ta làm ăn trên khắp chư thiên vạn giới. Còn ta chỉ có một mình, hơn nữa phụ thân chưa từng quan tâm đến tiền của. Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Dương Niệm Tuyết chợt nói tiếp, nhưng có lẽ Tiểu Bạch giàu hơn Tiên Bảo Các. Tiểu Bạch, Diệp Huyên chớp mắt, tại sao? Dương Niệm Tuyết nhẹ nhàng nói, dù phụ thân không thích thu thập bảo bối, nhưng cô bé thì thích. Từng có một khoảng thời gian,
Cô bé và nhị nha đã cướp sạch ít nhất mấy trăm nghìn di tích thần bí, cô bé chịu trách nhiệm tìm bảo bối, sau đó thu phục bảo bối, còn nhị nha thì chịu trách nhiệm đánh nhau, ai không phục, cô bé sẽ đánh người đó. Biết vì sao phụ thân muốn đưa họ đến hệ ngân hà không? Diệp Huyên hỏi, vì sao? Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, nếu không đưa họ đến hệ ngân hà, họ có thể cướp sạch cả vũ trụ này. Giống như trước đây, nếu không vì phụ thân ngăn cản, thì bọn họ đã lấy đi 36 linh mạch siêu cấp của chung thế giới này rồi. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hai người họ đã khiến người người ở chư thiên vạn giới oán trách. Quan trọng nhất là hai người họ còn rất hiên ngang cho rằng bản thân không sai. Diệp Huyên nhíu mày, rất hiên ngang. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, ví dụ như lúc trước khi Tiểu Bạch muốn lừa 36 linh mạch này đi, để có biết tình hình lúc đó như thế nào không? Là 36 linh mạch đó tự nguyện đi cùng Tiểu Bạch. Theo cách nói của cô bé là, vạn vật có linh, những gì có linh đều do cô bé quản lý, linh vật có quyền tự do, chúng muốn đi theo ai thì theo, chứ không phải là của riêng của bất cứ một ai. Nói đến đây, nàng nhìn kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, cô bé có thể dụ dỗ kiếm của đệ đi cùng mình, đệ có tin không? Diệp Huyên vội nói, không thể nào. Tiểu Tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, người đừng đánh giá cao tiểu hồn, tiểu bạch thật sự có thể dụ dỗ được nó đấy, nếu có sự lựa chọn, ta cũng sẵn lòng đi theo tiểu bạch. Diệp Huyên nổi giận, tiểu tháp, người có còn lương tâm không? Tiểu tháp khẽ thở dài, tiểu chủ, đi theo tiểu bạch thật sự muốn gì được nấy, dù ta không làm gì, cô bé cũng có thể giúp ta nâng cấp, nếu tiểu hồn đi theo tiểu bạch, người có tin không, không bao lâu nữa, nó sẽ trở thành thanh kiếm đứng đầu dưới tam kiếm, thanh kiếm đứng đầu thật sự. Nếu ta đi theo con bé ngay từ đầu, sao ta có thể như ngày hôm nay được? Có lẽ ta cũng đã trở thành tháp đứng đầu dưới tam kiếm rồi. Ta phát hiện, sau khi đi theo người, thực lực của ta không nâng cao được bao nhiêu, nhưng da mặt lại dày hơn không ít. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lại nói, danh ngôn của nhị nha là, tại sao không thể ăn con người? Tại sao con người có thể ăn yêu thú, nhưng nàng không thể ăn con người? Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, phụ thân cũng rất đau đầu với hai người họ, một người giỏi thuyết phục, một người giỏi đánh nhau. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyên, cũng may không cho hai người đi theo đệ, nếu không, ba người các đệ ở cạnh nhau, ta cảm thấy vũ trụ này toi đời rồi. Diệp Huyên đen mặt, tỷ nói thế là có ý gì? Dương Niệm Tuyết lạnh nhạt đáp, dù hai người họ hơi lưu manh, nhưng vẫn chú ý đến thể diện, còn nếu đi theo đệ. Có lẽ không qua bao lâu nữa, các nàng sẽ không còn biết xấu hổ là gì. Đến lúc đó, thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta không biết rốt cuộc tiên bảo các giàu đến mức nào, nhưng ta có thể chắc chắn là tiểu bạch rất giàu, tiếc là phụ thân đã dẫn cô bé đi. Nếu không, ta cũng không cần nghĩ cách xoay tiền khắp nơi. Diệp Huyên nhìn tiên bảo các trước mặt, khẽ cười nói, thật ra đệ rất tò mò về các chủ của tiên bảo các. Tiểu bạch giàu có mà vẫn không sao là vì cô bé có nhị nha và phụ thân bảo vệ, nhưng tiên bảo các giàu có như thế nhưng vẫn an toàn thì thật sự hơi đáng sợ. Dương Niệm Tuyết gật đầu, phụ thân từng nhắc đến các chủ này. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, phụ thân nói gì? Dương Niệm Tuyết cười nói, không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào. Diệp Huyên im lặng. Lúc trước phụ thân cũng từng đánh giá Niệm tỷ như thế. Lúc này, một ông lão chợt đi ra từ bên trong tiên bảo các, lão ta bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyên, hơi cúi chào các hạ là Diệp công tử sao? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó hỏi, sao ông biết? Ông lão cười nói, tại hạ là hội trưởng phân hội của tiên bảo các ở chung thế giới Vu Tiên, xin mời Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn Vu Tiên, sau đó đi vào trong điện. Vu Tiên dẫn Diệp Huyên đi thẳng lên lầu 8, đến nơi, lão cười nói. Diệp công tử, tầng lầu này chưa từng có người đi vào, đây là lần đầu tiên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Vu Tiên nói, đây là lầu khách quý, chỉ tiếp đãi khách quý có lệnh huyền thiên. Diệp Huyên nhìn lên lầu 9, sau đó hỏi, lầu 9 là để tiếp đón khách quý gì? Vu Tiên lắc đầu, lầu 9 không phải lầu của khách, đó là lầu các chủ, dành riêng cho các chủ. Diệp Huyên hơi tò mò, bây giờ các chủ của các ông có ở chung thế giới không? Vu Tiên lắc đầu cười khổ, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, không biết.
Vu Tiên gật đầu, nói thật, có lẽ lâu lắm rồi ta không gặp nàng. Lúc trước nàng tìm đến ta, nói muốn mở phân hội ở nơi này, muốn ta làm hội trưởng phân hội, sau đó thì đi mất. Diệp Huyên ngạc nhiên, chỉ thế thôi sao? Vu Tiên cười đáp, đúng thế. Lúc đó ta cảm thấy rất mơ hồ, có thể làm thế à? Ta cũng cho rằng nàng nói đùa, nhưng sau đó mới phát hiện nàng không đùa. Bây giờ, Tiên Bảo Các ta đã là thương hội lớn nhất ở chung thế giới rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tiên Bảo Các không xảy ra chuyện gì à? Nếu xảy ra chuyện, Vu Tiên lắc đầu cười khẽ, không có ai đến gây chuyện với chúng ta cả, dù có thì Tiên Bảo Các cũng không sợ, chúng ta có sẵn một nhóm cường giả, trước đây khi tìm đến ta, thật ra nàng còn tìm một người nữa, thực lực đối phương rất mạnh, ta như quan văn, quản lý tất cả mọi chuyện của phân hội, còn người kia là võ, phụ trách giải quyết phiền phức. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, một văn một võ. Vu Tiên gật đầu, đúng thế. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, sau đó tiếp tục, Diệp công tử, không giấu gì cậu, mấy năm trước, ta cũng từng tặng lệnh Huyền Thiên, nhưng lệnh Huyền Thiên không chấp nhận đối phương, cậu là khách quý lệnh Huyền Thiên đầu tiên mà ta từng gặp. Diệp Huyên cười hỏi, ta có đặc quyền gì? Vu Tiên nghiêm túc đáp, tất cả quyền lợi. Diệp Huyên chớp mắt, tất cả quyền lợi, ông chắc chứ? Vu Tiên cười khổ, đúng thế. Cậu có thể điều động tất cả cường giả của Tiên Bảo Các, cũng có thể sử dụng tài nguyên bên trong Tiên Bảo Các. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nếu ta cần tiền, ta có thể lấy một ít từ chỗ các ông để dùng tạm, đúng không? Vu Tiên gật đầu, hoàn toàn có thể. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết nhìn nhau, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì Dương Niệm Tuyết chợt lắc đầu, đừng. Diệp Huyên nhìn nàng, tại sao? Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, đệ đệ ngu ngốc, đệ cho rằng dễ nhận lợi ích từ người khác như thế à? Tuy ta chưa từng gặp các chủ của Tiên Bảo Các này, nhưng đối phương là một thương nhân. Vì sao đối phương lại cho đệ lệnh Huyền Thiên? Đệ cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế sao? Mọi thứ đều có nhân quả, đệ nhận được càng nhiều lợi ích từ Tiên Bảo Các đệ sẽ phải trả càng nhiều hơn. Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn cũng có băn khoăn, nhưng nghĩ lại thì thấy có gì phải sợ đâu. Không trả nổi thì quỳ thôi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì một ông lão đột nhiên xuất hiện trước cửa, ông lão cúi người hành lễ, hội trưởng, người của Hách Liên gia tộc đến. Hách Liên tộc. Vu Tiên nhíu mày, nói với bọn họ, Diệp công tử là khách quý của Tiên Bảo Các ta, khách quý siêu cấp. Ông lão cúi người, sau đó xoay người rời đi. Vu Tiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, công tử yên tâm, cậu ở trong Tiên Bảo Các. Sẽ không ai dám làm gì cậu. Lúc này, sắc mặt ba người Diệp Huyên chợt thay đổi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới ngẩng đầu, thời không chỗ hắn vừa đứng đã trở nên hư ảo, sau đó, Diệp Huyên bị dẫn đến một thế giới hư ảo. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, không gian trống rỗng, không có gì cả. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, một khắc sau, hắn chợt trợn mắt, đây là vô gian chi giới. Có người đưa hắn tới vô gian chi giới. Đối phương muốn dùng pháp tắc thời gian của vô gian chi giới giết chết hắn. Mượn dao giết người. Là ai? Vào lúc Diệp Huyên đang nghi ngờ, sau lưng hắn chợt có một giọng nói lạnh như băng vang lên, ngươi là nhi tử của y. Nhi tử. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn vội nói, ngươi là kẻ thù của phụ thân ta. Không thể không nói, lúc này hắn vẫn thấy hơi hoảng sợ. Kẻ thù của phụ thân. Đó là khái niệm gì? Giọng nói kia cất lên, người đúng thật là nhi tử của y. Sau đó, một lực lượng thần bí áp đảo về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt, hắn xoay người rút kiếm chém một phát. Oanh! Một tia kiếm quang lóe lên, lực lượng thần bí kia lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, một tàn ảnh liên tục lùi lại. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở đó có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc trường bào bó sát người, tay cầm một con dao găm, ánh mắt sắc bén tựa như đao. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô là ai? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta là tổ tông của ngươi. Dứt lời, nàng ta lại biến mất. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chém ra. Oanh! Cô gái kia bị kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại vạn trượng. Bây giờ...
người bình thường hoàn toàn không thể đỡ được lực lượng trong chiêu kiếm của hắn. Bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém lui, đầu tiên cô gái sửng sốt, sau đó thì nổi giận, tên cặn bã này. Nghe vậy, Diệp Huyên lại nhíu mày một lần nữa, có phải ngươi ăn phải phân không, sao miệng lại bẩn thế? Cô gái gắt giọng, ngươi là nhi tử của y, không phải cặn bã thì là gì? Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhảy lên, chém một đao về phía Diệp Huyên, chiêu đao này khiến không gian trên đầu hắn nứt ra, sau đó, những đao mang xuất hiện. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc sau, thời không nơi hắn vừa đứng lập tức trở nên hư ảo. Chẳng quá khứ. Cô gái ở phía xa như cảm nhận được điều gì đó, nàng ta híp mắt, một khắc sau, thân thể nàng ta lại trở nên hư ảo. Lúc này, một cánh tay đột nhiên đè lên vai nàng ta. Oanh! Thân thể vốn sắp biến mất hoàn toàn của cô gái bình thường trở lại. Lúc này, bàn tay kia chợt đánh một quyền về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó, Diệp Huyên vội vàng nâng kiếm lên đỡ. Oanh! Diệp Huyên và kiếm đồng thời lùi lại vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía cách đó không xa, sau lưng cô gái lại xuất hiện một cô gái nữa, cô gái này chính là người đeo giỏ trúc kia. Lại là người phụ nữ này. Diệp Huyên cau mày, cô gái ở bên cạnh cô gái đeo giỏ trúc nổi điên nói, sư thúc, giết hắn đi. Sư thúc, Diệp Huyên nhìn cô gái hơi điên cuồng kia không nói gì. Cô gái đeo giỏ trúc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn nàng ta, đi đi. Cô gái như phát điên, sư thúc, người có thực lực mạnh như thế, vì sao không trả thù cho sư môn? Rốt cuộc người đang sợ cái gì vậy? Sư môn. Nghe thấy lời của cô gái, Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, phụ thân tàn sát sư môn của cô gái này à? Nhưng hắn cũng biết dù phụ thân tùy tiện, nhưng bình thường tính cách vẫn rất dễ chịu. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn cô gái kia, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, trở về. Nghe vậy, cô gái kia hoàn toàn phẫn nộ, nàng ta tựa như một con dã thú nổi điên, căm hận nhìn cô gái đeo giỏ trúc, sư thúc, người có biết sư phụ và những sư huynh đệ đã chết thế nào không? Người biết họ ra đi thê thảm đến mức nào không? Họ ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có nữa rồi. Cô gái đeo giỏ trúc im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta muốn nói rõ một chút, chuyện phụ thân ta làm là chuyện của ông ấy, không liên quan gì đến ta. Nếu các người muốn trả thù, ta ủng hộ các người đi tìm ông ấy, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay vào. Lúc này, hắn chợt hiểu vì sao trước đây cô gái đeo giỏ trúc lại không ngừng truy đuổi hắn. Rõ ràng là có mục đích. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Cô gái váy đen căm hận nhìn Diệp Huyên, hắn tiêu diệt toàn bộ tông môn của ta, ta cũng muốn tiêu diệt cả gia tộc của hắn. Diệp Huyên nhíu mày, sao ngươi giống chó điên thế? Cô gái váy đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cái tên cặn bã này. Cả nhà ngươi đều là cặn bã. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên lập tức trở nên lạnh lẽo, ta sẽ xé rách miệng của ngươi. Cô gái váy đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đến đi. Diệp Huyên lập tức biến mất. Hắn biết người phụ nữ này cố ý muốn hắn ra tay, vì chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn cô gái đeo giỏ trúc sẽ không đứng nhìn. Nhưng thế thì sao chứ? Cứ ra tay thôi. Đúng như dự đoán, lúc Diệp Huyên ra tay, thân thể của cô gái đeo giỏ trúc cũng trở nên hư ảo. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên híp mắt, một khắc sau. Hắn rút kiếm chém một phát, nhưng khi kiếm của hắn còn chưa chém xuống, một cánh tay đã chặn trên lưỡi kiếm. Ong! Kiếm thanh huyên rung lên, cùng lúc đó, Diệp Huyên cảm thấy trước ngực có cảm giác nặng nề, sau đó hắn lập tức bay ra xa, trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm chợt xuất hiện sau lưng cô gái đeo giỏ trúc một cách kỳ lạ. Cô gái đeo giỏ trúc không cần quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía sau. Rắc! Thanh kiếm lập tức vỡ tan. Lúc này, Diệp Huyên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên quay về trong tay hắn, hắn nhìn cô gái đeo giỏ trúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Trảm tương lai. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất kiếm. Nhất kiếm trảm hiện tại. Nhất kiếm trảm tương lai. Phía xa, cô gái đeo giỏ trúc hơi nhíu mày, một khắc sau, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, nàng ta đột nhiên giơ hai ngón tay. Hai ngón tay lập tức kẹp lấy kiếm thanh huyên của Diệp Huyên.
nhưng gần như cùng lúc đó, một thanh kiếm đâm thẳng xuống từ trên đầu nàng ta. Cô gái đeo giỏ trúc cất lời, dừng. Oanh! Thanh kiếm trên đầu nàng ta dừng lại, sau đó bốc cháy. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc chợt mở mắt ra, hai ngón tay đang kẹp lấy kiếm Thanh Huyên đột nhiên dùng sức. Ầm! Một lực lượng mạnh mẽ đánh từ kiếm Thanh Huyên lên đến người Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên lập tức lùi lại mấy vạn trượng, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự. Thân thể mạnh mẽ! Cô gái đeo giỏ trúc nhìn thân thể của Diệp Huyên, hơi nhíu mày, lúc này, nàng ta cảm thấy rất khiếp sợ, chỉ mới bao lâu trôi qua. Sao thân thể của người này lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Phía xa, Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc, một khắc sau, hắn lại biến mất một lần nữa. Cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, nàng ta bước nhanh về phía trước, nâng chân phải lên đá một phát. Ầm! Dòng sông thời gian ở nơi đầu gối của nàng ta đá chúng lập tức lõm vào, cùng lúc đó, có một bóng người bay ra từ bên trong. Chính là Diệp Huyên. Phía xa, sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên chậm rãi có máu tươi chảy ra. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn cô gái đeo giỏ trúc kia, thời không bị lõm vào trước mặt nàng ta vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên híp mắt, không ngờ người phụ nữ này lại có thể tác động đến vách ngăn của dòng sông thời gian, thực lực quá là đáng sợ. Nhưng như thế thì sao? Trong mắt Diệp Huyên không hề có sự sợ hãi, ngược lại còn là ý chí chiến đấu vô tận. Lúc này, cô gái váy đen bên cạnh cô gái đeo giỏ trúc chợt biến mất một cách kỳ lạ, Diệp Huyên híp mắt, sau đó rút kiếm ra chém một phát. Oanh! Kiếm quang nổ tung, cô gái váy đen kia bị đánh lui cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt sắc bén tựa như kiếm, như muốn đâm thủng hắn, không phải ngươi muốn xé rách miệng ta sao? Xé đi! Diệp Huyên híp mắt, một khắc sau, đôi mắt hắn dần biến thành màu đỏ như máu. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, nàng ta đang nói khích người, người đừng mất lý trí. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, người có thể nhịn bọn họ sao? Tiểu tháp thoáng do dự, sau đó đáp, không thể. Diệp Huyên lập tức nói, vậy ngươi giúp ta ngăn cản nữ nhân đeo giỏ trúc kia. Chỉ cần 3 giây thôi. Nói xong, hắn lập tức triệu hoán tiểu tháp, sau đó ném về phía cô gái đeo giỏ trúc. Tiểu tháp hoảng hốt, chết tiệt, tiểu chủ, ta có thể nhịn mà, mẹ kiếp. Nhưng muộn rồi, nó đã bị Diệp Huyên vứt xuống trước mặt cô gái đeo giỏ trúc kia. Nhìn cô gái gần trong gang tấc, tiểu tháp sợ hãi, chợt đập mạnh về phía trước. Thấy tiểu tháp đánh tới, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, nàng ta chắp tay chỉ về phía trước, nhắm thẳng vào đỉnh của tiểu tháp. Oanh! Trong nháy mắt, thời không nơi nàng ta đang đứng lập tức sôi trào, một khắc sau, nàng ta híp mắt, sau đó, nàng ta liên tục lùi lại mười mấy trượng, đương nhiên, tiểu tháp còn thê thảm hơn, bị đánh bay ra khỏi khu vực này. Sau khi dừng lại, tiểu tháp đang nằm dưới đất hơi do dự, cuối cùng quyết định nằm đó không dậy nữa, khẽ nói, mình vẫn nên giả chết thì hơn. Dứt lời, nó không động đậy nữa. Sau khi dừng lại, cô gái đeo giỏ trúc nhìn tay phải của mình, không ngờ ngón tay của nàng ta lại bị nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày, tháp này có thể khiến nàng ta bị thương. Như nghĩ đến điều gì, con người của cô gái đeo giỏ trúc chợt co lại, nàng ta quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa, cô gái váy đen đã bị Diệp Huyên dùng kiếm Thanh Huyên trấn áp, mà tay phải của Diệp Huyên còn đang đặt trên cổ nàng ta. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt, không được làm nàng bị thương. Nói xong, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải. Diệp Huyên mặc kệ nàng ta, hắn nhìn cô gái váy đen trước mặt, nàng ta cũng nhìn chằm chằm hắn, đến đây, có gan thì giết ta đi. Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó, tay phải của hắn chợt giữ hai bên miệng của nàng ta. Cô gái đeo giỏ trúc phía xa lên tiếng, nếu ngươi giết nàng, ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyên quay đầu, gằn giọng nói, ta mời ngươi đến giết. Nếu không giết ta thì ngươi chính là chó. Dứt đời, hắn dùng sức một cái. Xẹt. Miệng của cô gái váy đen lập tức bị hắn xé ra, khuôn mặt trở nên không được lành lặn, cực kỳ đẫm máu. Cùng lúc đó, Diệp Huyên lại lấy một thanh kiếm ra đâm vào bụng nàng ta, sau đó xoay một vòng, thoải mái không? Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên,
nhưng nàng ta lại cười cười như bị điên, sư thúc, bây giờ Tịch Huyền đạo chỉ còn lại một mình người, chỉ còn lại một mình người thôi, ha ha. Nói xong, linh hồn của nàng ta nhanh chóng tan biến. Mà lúc này, Diệp Huyên cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng đáng sợ tấn công hắn từ sau lưng, sát ý đó còn đáng sợ hơn lúc hắn khởi động huyết mạch phong ma. Sát khí. Khi Diệp Huyên cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ ở sau lưng, trong mắt hắn không hề có vẻ sợ hãi, chỉ có sự điên cuồng. Diệp Huyên hoàn toàn kích hoạt huyết mạch phong ma, cùng lúc đó, hắn xoay người chém xuống một kiếm, một tia kiếm quang màu máu chút xuống, thời không xung quanh lập tức bùng cháy. Mà lúc này, một quyền ấn đột nhiên đánh lên kiếm quang của hắn. Ầm. Kiếm quang màu máu kia lập tức vỡ tan, Diệp Huyên và kiếm đồng loạt lùi về sau. Mà hắn còn chưa dừng lại, một tàn ảnh đã tựa như bóng ma xuất hiện trước mặt hắn, đó chính là cô gái đeo giỏ trúc, nàng ta húc gối về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên híp mắt, hắn động tâm niệm, kiếm thanh huyên biến thành khiên kiếm chặn ở trước người. Ầm. Một âm thanh lớn vang lên, Diệp Huyên và tấm khiên đều lùi lại mấy nghìn trượng, cùng lúc đó, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng chợt lõm vào thành một hình thái kỳ lạ. Diệp Huyên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, một quyền ấn mờ mờ đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên động tâm niệm, lá chắn của kiếm thanh huyên lại xuất hiện trước mặt một lần nữa. Oanh! Khiên kiếm rung động dữ dội, dù chưa nứt ra nhưng lực lượng mạnh mẽ kia lại xuyên qua khiên kiếm đánh lên người Diệp Huyên. Bịch! Diệp Huyên lùi lại một lần nữa, chẳng những thế, lúc này trên người hắn cũng xuất hiện những vết nứt. Sức mạnh của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ. Sau khi dừng lại, trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn cô gái đeo giỏ trúc phía xa, cô gái không tiếp tục ra tay nữa, mà đang đứng nhìn hắn. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười dữ tợn hỏi, chỉ thế thôi sao? Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải, một khắc sau, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Huyên híp mắt, hắn siết chặt kiếm thanh huyên trong tay. Huyết mạch chi lực vô cùng vô tận không ngừng tràn vào trong kiếm thanh huyên, trong nháy mắt, kiếm thanh huyên biến thành một thanh kiếm màu đỏ. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên tiến lên một bước, nàng ta mở mắt ra, thời không vô lượng. Dứt lời, nàng ta đấm tới một phát. Cú đấm này khiến thời không trước mặt nàng ta trở nên hư ảo, một khắc sau, một quyền ấn di chuyển tới trước mặt Diệp Huyên. Con người của Diệp Huyên co lại, lúc này, hắn lại đánh hơi được mùi vị của tử vong. Diệp Huyên lại cho khiên kiếm chặn trước người mình, lúc này, quyền ấn kia đánh thẳng lên trên khiên kiếm. Ầm. Trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh Diệp Huyên dần sụp đổ. Lúc này, toàn bộ trung thế giới đều khiếp sợ, vô số cường giả nhìn về phía tinh vực này. Sau khi quyền ấn kia đánh lên lá chắn kiếm thanh huyên bắt đầu rung động kịch liệt, dù chưa vỡ vụn. Nhưng thân thể của Diệp Huyên đứng sau lưng nó lại bắt đầu dần nứt ra, vô số máu tươi chảy ra từ trong người hắn, sau đó, Diệp Huyên hoàn toàn biến thành một người máu. Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, lúc này, hắn cảm thấy như có trăm nghìn con ngựa đang điên cuồng cấu xé thân thể hắn, cả người vô cùng đau đớn. Dù hắn có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, nhưng lúc này, tốc độ hủy diệt của cú đấm đó lại vượt xa tốc độ chữa lành của hắn. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên thu quyền, vì nàng ta thu quyền, cho nên lực lượng thần bí xung quanh lập tức quay lại trong nắm đấm của nàng ta tựa như thủy triều, nhưng một khắc sau, nàng ta lại đấm tới một phát. Cú đấm này khiến tất cả vật chất xung quanh đều sụp đổ, dù là vách ngăn thời gian đáng sợ kia cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Huyên ở phía xa chợt trợn mắt, một khắc sau, khiên kiếm trước mặt hắn lập tức bị đánh bay, sau đó, một quyền ấn đánh lên ngực hắn. Thân thể vốn đã nứt nẻ của hắn lập tức nổ tung, chỉ còn lại linh hồn, không chỉ có thể, linh hồn của hắn còn lập tức bốc cháy. Diệp Huyên hét lên, tiểu hồn. Hắn vừa dứt lời, tiểu hồn vốn đã bay ra ngoài lập tức biến thành một tia kiếm quang bay vào trong linh hồn của Diệp Huyên. Oanh! Linh hồn của Diệp Huyên lập tức bị chấn áp. Cô gái ở phía xa đang muốn ra tay một lần nữa thì tiểu tháp chợt gào thét, dám làm bị thương tiểu chủ của ta. Ngươi cho rằng ta không tồn tại à? Lão tử không được nể mặt như thế sao? Dứt lời, một tàn ảnh màu vàng lập tức lao về phía cô gái đeo giỏ trúc.
Cô gái vốn còn định ra tay hơi nhíu mày, nàng ta quay đầu nhìn về phía tiểu tháp đang lao tới, một khắc sau, nàng ta đột nhiên xông về phía trước, húc đầu gối lên sừng của tiểu tháp. Đối đầu trực diện. Oanh! Tiểu tháp lập tức bay ra xa với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Sau khi dừng lại, trên thân tháp xuất hiện vô số vết nứt, đương nhiên sừng của tháp vẫn không bị làm sao cả. Tiểu tháp nằm dưới đất, giọng nói cực kỳ yếu ớt, tiểu chủ, ta đã cố hết sức rồi. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn đầu gối của mình, nơi đó xuất hiện hai vết lõm to, khi nãy là bị sừng của tiểu tháp đâm trúng. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn tiểu tháp nằm yên trên mặt đất ở phía xa, một khắc sau, nàng ta biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt tiểu tháp, nàng ta cầm tiểu tháp lên, tay phải nắm lấy hai cái sừng của nó. Nhổ sừng, phát hiện ra ý đồ của nàng ta, tiểu tháp lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, mẹ kiếp. Nữ nhân, thà chết vinh còn hơn sống nhục, cô gái hoàn toàn không quan tâm đến tiểu tháp, nàng ta bắt đầu dùng sức khiến tiểu tháp trở nên hư ảo. Tiểu tháp vô cùng sợ hãi. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc cau mày, vì nàng ta phát hiện nàng ta không thể nhổ được. Mà lúc này, một tia kiếm quang chợt chém tới. Cô gái quay đầu, nâng tay lên đỡ. Oanh! Kiếm quang vỡ tan. Một khắc sau, cô gái dùng cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền. Ầm! Một tàn ảnh lập tức bay ra. Chính là linh hồn của Diệp Huyên. Hắn vừa mới dừng lại, cả người thoáng chốc trở nên hư ảo, nếu không nhờ có kiếm Thanh Huyên trấn áp, thì đòn tấn công này đủ để tiêu diệt linh hồn của hắn. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, kiếm Thanh Huyên không ngừng trấn áp linh hồn của hắn. Phía xa, cô gái đã bỏ ý định nhổ sừng của tiểu tháp, nàng ta chợt đấm một phát lên người nó. Oanh! Tiểu tháp rung động kịch liệt, thân tháp xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Cô gái đeo giỏ trúc vẫn không chịu dừng lại, nàng ta lại đánh một quyền lên người nó. Ầm! Tiểu tháp lại rung lên một lần nữa, những vết nứt nhỏ dần trở nên lớn hơn. Cứ thế, cô gái vẫn không ngừng tấn công tiểu tháp, rõ ràng là muốn đánh vỡ tiểu tháp. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, tiểu hồn, dung hợp với ta đi. Nói xong, hắn lập tức dung hợp với kiếm Thanh Huyên, một khắc sau, hắn mở mắt ra. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chém tới cô gái áo trắng. Nhất kiếm định hồn. Cô gái vốn đang đánh lên thân tháp lập tức đổi hướng, sau đó lại đấm một phát về phía thanh kiếm của Diệp Huyên. Oanh! Kiếm rung động dữ dội, sau đó vỡ nát. Nhưng cô gái đeo giỏ trúc lại đột nhiên nhíu mày, một khắc sau, linh hồn của nàng ta sắp xuất ra ngoài, nhưng sau đó lại quay về trong thân thể của nàng ta. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó giơ tiểu tháp trong tay lên ném về phía hắn. Phát ném này khiến tiểu tháp bốc cháy. Lực lượng quá đáng sợ. Con người của Diệp Huyên co lại, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên chợt bay ra từ trong linh hồn của hắn, sau đó đỡ trước mặt hắn. Tiểu tháp đập thẳng lên trên khiên kiếm. Oanh! Kiếm và tháp đều phát ra tiếng va chạm chói tai. Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, lúc này, sức sống của nó vô cùng mỏng manh. Tiểu tháp run rẩy nói, tiểu chủ, đã mấy trăm nghìn năm rồi ta không bị bắt nạt như thế. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ áy náy, ta xin lỗi. Dứt lời, hắn bèn muốn cất tiểu tháp đi, nhưng nó lại nói, tiểu chủ, dù sao cũng phải chết, ta muốn đánh đến chết, liều mạng với bọn họ. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, ngươi chắc chứ? Tiểu tháp thoáng do dự. Sau đó nói, người đừng bán đứng ta là được. Diệp Huyên. Cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên chậm rãi siết chặt tay phải, không gian đen nhánh xung quanh lập tức bốc cháy. Thấy thế, Diệp Huyên híp mắt nhìn về phía cô gái, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, một khắc sau, linh hồn của hắn lập tức bốc cháy. Liều mạng. Thế nào là liều mạng? Chính là không muốn sống nữa. Hắn biết rõ thực lực giữa hắn và nữ nhân này có sự chênh lệch rất lớn, nếu không liều mạng, thì một chút cơ hội cũng không có. Khi linh hồn bắt đầu bốc cháy, khí thế trên người Diệp Huyên không ngừng dâng cao, hắn nhìn về phía cô gái đeo giỏ trúc, sắc mặt nàng ta vô cùng bình tĩnh. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đột nhiên biến mất. Kiếm Trảm Tương Lai.
Cô gái đeo giỏ trúc phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc sau, nàng ta đột nhiên vung tay phải sang bên phải, khiến vách ngăn thời gian bị xé rách, bên trong vết rách đó có một thanh kiếm đang chém về phía nàng ta. Chính là kiếm Thanh Huyên. Nàng ta có thể nhìn thấy quỹ tích vận hành của tương lai. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hoảng hốt, hắn vội vàng động tâm niệm, thu hồi kiếm Thanh Huyên vốn đang muốn chém về phía nàng ta. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng nói đúng, hôm nay Tịch Huyền Đạo chỉ còn lại một mình ta. Nếu chỉ còn một mình ta, thì ta còn phải băn khoăn điều gì nữa? Dứt lời, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải, sau đó lại đấm tới một phát nữa. Cú đấm đánh ra, vô số lực lượng thần bí đột nhiên cuộn trào về phía Diệp Huyên tựa như thủy triều, muốn nghiền nát hắn. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, lần này, hắn không chọn phòng thủ. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Diệp Huyên động tâm niệm, trong nháy mắt, xung quanh hắn xuất hiện mấy trăm nghìn thanh kiếm khí, sau đó, mấy trăm nghìn thanh kiếm khí kia bay đi khắp bốn phía. Vụt vụt vụt. Trong nháy mắt, tinh không liên tục vang lên âm thanh xé rách chói tai. Xung quanh Diệp Huyên đột nhiên bốc cháy. Chết! Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Nếu không đỡ được cú đấm này thì hắn sẽ chết chắc. Vì bây giờ hắn chỉ có linh hồn, hơn nữa linh hồn còn cực kỳ yếu ớt. Không thắng sẽ chết. Nghĩ thế, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên, một khắc sau, hắn xông về phía trước, rút kiếm chém một phát. Sinh tử nhất kiếm. Không sống thì chết. Vừa ra chiêu kiếm này, Diệp Huyên lập tức bay đi, cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ đánh lên linh hồn của hắn. Phực. Linh hồn của Diệp Huyên lập tức bốc cháy, sau đó bắt đầu tan biến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Linh hồn sắp tan biến. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn cảm nhận được bản thân sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dù đến giờ phút này, hắn vẫn không định gọi người. Vua dựa dẫm. Đây là biệt danh Thiên Yếm đặt cho hắn. Nhưng không ai biết rằng hắn rất không thích biệt danh này. Không có Thanh Nhi, không có phụ thân, hắn sẽ không có chỗ đứng trên thế gian này sao? Sự thật chứng minh đúng là như thế. Thực tế vốn tàn khốc. Nóng tính. Nóng tính cũng được, nhưng nóng tính mà không có thực lực chính là ngu ngốc. Con người không thể không nóng nảy, không thể không có khí phách, nếu không thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Xem thường sinh tử, không phục thì đánh. Nghe rất lợi hại, nhưng muốn làm được thì cần phải trả giá. Rất nhiều người trên thế gian này không phải không nóng tính, không phải không có khí phách, mà là thực lực của bọn họ không cho phép bọn họ hành động bất chấp hậu quả. Trên đời này có quá nhiều điều bất công, không phải ai cũng có thể chống lại sự bất công này. Giống như lúc này đâu, cô gái váy đen kia ám sát hắn, sau đó sỉ nhục hắn, hắn có thể nhịn được sao? Hậu quả của việc không thể nhẫn nhịn chính là ra tay. Nhưng dưới tình huống Thanh Nhi và phụ thân không ra mặt, kết quả sẽ là gì? Kết quả là hắn bị ăn đòn, sau đó là kết thúc sinh mạng. Đây chính là thực tế. Nhưng Diệp Huyên cũng không thấy hối hận, người sống không phải là vì khí phách sao? Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Diệp Huyên đột nhiên điên cuồng cười to, sau đó rút kiếm chém một phát. Đây là chiêu kiếm cuối cùng của hắn. Không hề có sự đột phá trước sinh tử, sau đó thực lực tăng vọt, đánh chết đối thủ. Chiêu kiếm này rất yếu. Yếu đến mức cô gái đeo giỏ trúc còn chẳng thèm để tâm. Sau khi ra chiêu kiếm kia, linh hồn của Diệp Huyên ngày càng mờ ảo, ý thức cũng ngày càng mơ hồ. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên xông lên, đánh một quyền về phía Diệp Huyên vốn đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Cùng lúc đó, Dương Niệm Tuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng xoay lòng bàn tay, một lá bùa bay lên từ trong tay nàng, lá bùa bay lên theo gió, biến thành một tia kim quang tấn công cô gái đeo giỏ trúc. Cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày vung tay áo. Oanh! Kim quang vỡ tan, cô gái lùi lại nghìn trượng, khi nàng ta dừng lại, Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt lại, định trốn à? Dứt lời, nàng ta giẫm chân phải, sau đó lập tức biến mất. Xoẹt! Thời không phía xe bị xé ra một lỗ hổng lớn.
Cuối tinh không, Dương Niệm Tuyết cõng Diệp Huyên chạy như điên. Dưới chân nàng có lục quang lóe lên, vì thế tốc độ của nàng cũng rất nhanh. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng nặng nề, lão đệ, bây giờ đệ sao rồi? Diệp Huyên không trả lời, tuy có kiếm Thanh Huyên trấn áp linh hồn, nhưng linh hồn của hắn thật sự quá yếu ớt rồi. Lúc này, ý thức của hắn đã dần trở nên mơ hồ. Thấy Diệp Huyên không trả lời, Dương Niệm Tuyết lập tức xa sầm mắt, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, có một hơi thở mạnh mẽ cách nàng ngày càng gần. Dương Niệm Tuyết điên cuồng chạy trốn, run rẩy nói, phụ thân, người có thể nghe thấy lời con nói đúng không? Người đàn ông đang đứng trong một vùng tinh không xa xôi, tay trái y cầm kiếm, im lặng không nói một lời. Bên cạnh có một cô gái đang giữ chặt tay y. Chính là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nhìn người đàn ông áo xanh, nhẹ giọng nói, khó xử sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, khẽ đáp, cảm thấy ta tàn nhẫn không? Tô Thanh Thi im lặng, người đàn ông lại nói, Thanh Thi, ta không chỉ một lần muốn thằng bé làm người bình thường, để thằng bé sống cuộc đời không lo không nghĩ. Nhưng thằng nhóc này dù rất cà lơ phất phơ, nhưng khí phách từ trong xương tủy lại rất giống ta, thằng bé không chịu nổi sự sỉ nhục của người khác, tính cách này của thằng bé, nếu không có thực lực mạnh mẽ thì sau này sẽ phải sống rất thê thảm. Hơn nữa, nói đến đây, y lắc đầu không nói nữa. Tô Thanh Thi im lặng. Vì sao chim ưng lại hết lần này đến lần khác tàn nhẫn đẩy con xuống vách núi? Là vì nó muốn con mình có thể bay, sau đó sinh tồn trong thế giới này. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh người đàn ông áo xanh, không trải qua gian khổ, sao có thể thành đạo. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn lại, phía xa có hai cô gái chậm rãi đi tới. Thấy hai cô gái, người đàn ông áo xanh cười khổ, Tú tỷ. Tiểu Thiên. Người đó chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn người đàn ông áo xanh, con trai người cả lơ phất phơ quá, nếu không chịu khổ, sau này cũng chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Bây giờ đau lòng thật ra là đang hại nó. Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh lắc đầu, là thiên mệnh quá nuông chiều hắn. Thiên mệnh. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Người phụ nữ này từng là kẻ thù lớn nhất của họ. Hoàn toàn không thể nào nói lý lẽ được với nàng ấy. Lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên cau mày, vì sao đến lúc này mà thiên mệnh vẫn chưa ra tay? Nghe vậy, người đàn ông áo xanh híp mắt, y quay đầu nhìn xuyên qua vô số tinh hà, đi tới hệ ngân hà, nhưng khi nhìn tới hệ ngân hà, một lực lượng thần bí đã che đi tầm mắt của y. Người đàn ông áo xanh nhướng mày, y nâng nhẹ ngón cái, một tia kiếm quang lập tức xé rách tinh không vô tận, cuối cùng đâm vào trong hệ ngân hà. Xẹt. Hệ ngân hà lập tức rách một đường. Người đàn ông áo xanh nhìn thấy cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đang ngồi trên một quảng trường huyên náo, nàng ngồi trước một bàn cờ. Trên quảng trường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Cô gái váy trắng cầm một con cờ màu trắng lên rồi đặt xuống, mà nàng vừa mới đánh nước cờ kia xong, đã có một con cờ màu đen đánh xuống theo. Nhưng đối diện nàng lại không có ai cả. Nhìn thấy con cờ một đen kia được đánh xuống, cô gái váy trắng híp mắt lại. Lúc này, một giọng nói vang lên trước mặt nàng, muốn cứu hắn à? Cô gái váy trắng im lặng. Giọng nói kia cười hỏi, thiên mệnh, cô thật sự có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Cô gái váy trắng nhìn về phía trước mặt, chỉ cần giết ngươi là được. Giọng nói kia cười to, thiên mệnh các hạ, ta không thể không thừa nhận thực lực của cô rất mạnh. Mạnh đến mức cả ta cũng cảm thấy không tầm thường. Nhưng cô hiểu rõ hơn bất cứ ai là dù cô giết ta, thì mọi chuyện cũng sẽ không kết thúc. Nếu không, cô cũng sẽ không đợi lâu như thế mà không chịu ra tay. Thiên mệnh im lặng. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, thật ra trước đây ta cũng thấy rất mơ hồ, không biết rốt cuộc sinh mệnh này có ý nghĩa gì. Mãi đến khi ta tới hệ ngân hà, ta mới phát hiện sở dĩ sinh mệnh có ý nghĩa là vì mọi thứ đều không biết trước, không biết trước. Cho nên mới có ý nghĩa. Nhưng thiên mệnh lại lắc đầu, sở dĩ sinh mệnh có ý nghĩa là vì nó có điểm cuối, quá trình đó mới trở nên có ý nghĩa, nếu không có thì sinh mệnh sẽ là vô nghĩa. Giọng nói kia im lặng. Thiên mệnh đột nhiên đứng dậy, nàng đặt một con cờ trắng xuống, sau đó xoay người rời đi, lần này coi như hòa. Đi chưa được hai bước, nàng lại nói, nhớ kỹ,
Sở dĩ sinh mệnh của ta có ý nghĩa là vì ca ca của ta còn sống, nếu huynh ấy chết, vậy sinh mệnh của ta sẽ không còn ý nghĩa, nếu sinh mệnh của ta mất đi ý nghĩa, vậy vũ trụ còn cần tồn tại nữa sao? Giọng nói kia hỏi, cô đang uy hiếp ta sao? Thiên mệnh không thèm quay đầu lại, vẫn chưa đủ rõ ràng à hay sao còn hỏi? Giọng nói kia. Trong tinh không, Dương Niệm Tuyết vẫn đang cõng Diệp Huyên chạy như điên. Dương Niệm Tuyết run rẩy nói, phụ thân, cha thật sự thấy chết không cứu sao? Không hề có một lời đáp lại. Dương Niệm Tuyết lại nói, thiên mệnh, ca ca của cô sắp bị đánh chết rồi này. Vẫn không một hồi âm. Thấy thế, sắc mặt Dương Niệm Tuyết lập tức trở nên tái nhợt, lão đệ, đệ bị vứt bỏ rồi. Lúc này, thời không sau lưng nàng đột nhiên rách ra, sau đó, một quyền ấn đánh tới từ xa. Dương Niệm Tuyết thầm thấy hoảng hốt, nàng vội vàng xoay người, sau đó ném ra một lá bùa. Oanh! Lá bùa đó bộc phát ra một lực lượng đáng sợ đánh lên trên quyền ấn kia. Ầm! Quyền ấn rung động kịch liệt, sau đó nổ tung, sức công phá mạnh mẽ khiến Dương Niệm Tuyết và Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng. Vừa mới dừng lại, Dương Niệm Tuyết đã tiếp tục cõng Diệp Huyên chạy trốn. Dương Niệm Tuyết vừa biến mất không bao lâu, cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện, nàng ta nhìn Dương Niệm Tuyết biến mất phía xa, hơi nhíu mày. Một khắc sau, nàng ta lập tức biến mất. Xoẹt! Vô số lá chắn thời không bị xé rách. Tiếp tục truy đuổi. Cuối tinh không, Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng lập tức xa sầm mặt, rõ ràng là người phụ nữ này không có ý định bỏ qua. Dương Niệm Tuyết nói với giọng điệu nặng nề, lão đệ, ta không ngăn được nữ nhân này, ta muốn bỏ đệ lại chạy một mình, nếu có ý kiến thì đệ kêu lên một tiếng đi. Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên không thể nào kêu thành tiếng, Dương Niệm Tuyết vội nói, nếu đệ đã không có ý kiến thì ta buông đệ xuống đấy. Dứt lời. Nàng lập tức muốn buông Diệp Huyên xuống, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói với giọng điệu yếu ớt, tỷ, đệ cảm thấy, đệ còn có thể cứu được. Tỷ. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết lập tức mềm lòng, nàng lại lấy một lá bùa ra, trong nháy mắt, một lực lượng thần bí tràn vào trong linh hồn của Diệp Huyên, mà kiếm thanh huyên của Diệp Huyên cũng đang không ngừng chữa trị cho linh hồn của hắn. Thời gian. Dương Niệm Tuyết quay đầu nhìn lại, nàng biết. Nàng phải kéo dài thời gian thêm cho Diệp Huyên. Lúc này, con người của Dương Niệm Tuyết chợt co lại, nàng vội vàng dừng bước, vừa mới dừng lại, thời không trước mặt nàng nứt ra, một cô gái xuất hiện. Chính là cô gái đeo giỏ trúc kia. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, Dương Niệm Tuyết mở lòng bàn tay, một lá bùa bay ra từ trong tay nàng, lá bùa đó tựa như một mũi tên bay đi, thoáng chốc bay đến trước mặt cô gái đeo giỏ trúc, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt. Đấm tới một phát. Ầm. Lá bùa kia lập tức bị nàng ta đấm vỡ, nhưng bản thân nàng ta cũng lùi lại gần trăm trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn bàn tay mình, trên bàn tay máu thịt mơ hồ. Thấy cảnh này, cô gái đeo giỏ trúc cau mày, một khắc sau, nàng ta chợt quay đầu, sau đó bay ra. Cuối tinh không xa xôi, Dương Niệm Tuyết lại dừng bước, vừa mới dừng lại, cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng khó coi, tốc độ của nàng không thể sánh bằng đối phương. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, ta nghĩ ngươi không thể nào có nhiều bùa phép như thế đâu đúng không? Dương Niệm Tuyết hờ hừng đáp, cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy nghìn tấm mà thôi. Dứt lời, nàng nâng tay phải, mấy nghìn tấm thần phù xuất hiện. Thấy thế, nét mặt cô gái đeo giỏ trúc trở nên cứng đờ. Tiểu tháp cũng run rẩy nói, đây mới thật sự là con ông cháu cha chứ. Mấy nghìn lá bùa. Nhìn thấy những lá bùa trong tay Dương Niệm Tuyết kia, sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lập tức sầm xuống. Uy lực của những lá bùa kia không hề tầm thường, nàng ta cũng không dám xem nhẹ. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, tiểu tháp, đưa tiểu chủ của ngươi vào trong chữa thương đi. Tiểu tháp nhanh chóng thu Diệp Huyên đang suy yếu vào trong tháp. Dương Niệm Tuyết nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, vẻ mặt vô cảm, ta vốn không quá muốn dùng những tấm bùa này, bởi vì trước đây cha từng nói ta chỉ biết dựa vào mỗi ngoại vật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, nữ nhân, nào, để ta xem ngươi đánh nhau giỏi đến cỡ nào. Dứt lời, nàng mở tay ra, một tấm bùa đột nhiên bay lên. Xoẹt! Một tia kim quang xé rách bầu trời.
Phía xa xa, cô gái đeo giỏ trúc vô cảm đấm ra một quyền. Ầm. Tia kim quang kia lập tức bị đánh vỡ, nhưng một khắc sau, lại có một vệt kim quang khác lao nhanh đến. Cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày lại, nàng ta chậm rãi nhắm mắt, một khắc sau, thân thể nàng ta liền trở nên hư huyễn. Trảm quá khứ. Khi thấy thân thể cô gái đeo giỏ trúc trở nên mờ ảo, Dương Niệm Tuyết ở phía xa cũng híp mắt lại, một khắc sau, nàng xòe tay ra, một chiếc gương cũ kỹ xuất hiện trong tay nàng. Nàng vung tay, chiếc gương bỗng bay lên trên đỉnh đầu nàng, tiếp đó, một chùm ánh sáng quỷ dị lập tức bao phủ lấy cơ thể Dương Niệm Tuyết. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể Dương Niệm Tuyết trở nên hư huyễn. Mà đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, nàng ta híp hai mắt lại, ngươi không ở trong quá khứ. Dương Niệm Tuyết lạnh lùng nói, biết đây là kính gì không? Đây là kính thần thời không, nếu được nó soi chiếu, trừ tam kiếm ra, không ai có thể chém được quá khứ và dò ra tương lai của ta cả. Cô gái đeo giỏ trúc liếc mắt nhìn thần kính thời không trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết, nàng ta chậm rãi siết chặt tay phải lại, một khắc sau, nàng ta đột nhiên lao về phía trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết, mà đối diện với nàng ta là một đống bùa chú lớn nhỏ. Dương Niệm Tuyết điên cuồng ném bùa ra, từng lá rồi từng lá, trong nháy mắt, khắp tinh hà này đã sục sôi rồi bốc cháy lên. Dưới sự bắn phá liên tục từ bùa chú của Dương Niệm Tuyết, cô gái đeo giỏ trúc kia cũng bị đẩy lùi lại không ngừng. Những tấm bùa kia không hề tầm thường, uy lực của chúng cực kỳ lớn, tất nhiên quan trọng hơn là Dương Niệm Tuyết có quá nhiều bùa. Khoảng một phút sau, bùa chú trong tay Dương Niệm Tuyết đã ngày càng ít đi, mà sắc mặt của nàng cũng đang càng lúc càng nghiêm lại. Tuy những lá bùa này có thể đẩy lùi cô gái đeo giỏ trúc, nhưng cũng không thể giết chết đối phương được. Không bao lâu sau, Dương Niệm Tuyết cuối cùng cũng dùng đến lá bùa cuối cùng, mà lá bùa này cũng bị cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa phá nát một cách dễ dàng. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Dương Niệm Tuyết, còn nữa không? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, hết rồi. Cô gái đeo giỏ trúc lạnh lùng nói, vậy ngươi nhận lấy cái chết đi. Vừa dứt lời, nàng ta liền vọt về trước, đấm một quyền về phía Dương Niệm Tuyết, quyền thế khổng lồ nháy mắt ập đến Dương Niệm Tuyết. Phía xa xa, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết vô cùng bình tĩnh, lúc cô gái đeo giỏ trúc đã lao đến trước mặt nàng đột nhiên mở tay ra, một tòa tiểu điện xuất hiện, tích tắc sau, bên trong cung điện nhỏ kia đột nhiên có một luồng kiếm quang phóng ra. Ầm. Cô gái đeo giỏ trúc lập tức bị luồng kiếm quang kia chém bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nàng ta nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có một vết kiếm chém sâu hóm. Nhìn thấy vết thương trên tay mình, cô gái đeo giỏ trúc híp mắt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn Dương Niệm Tuyết, lúc này đây, tòa tiểu điện trong tay Dương Niệm Tuyết đột nhiên chậm rãi bay lên, lúc nó bay được đến giữa tinh không thì bỗng đón gió căng phồng lên, sau đó hóa thành một tòa đại điện, phía trên cửa điện có hai chữ lớn, kiếm điện. Kiếm điện. Cô gái đeo giỏ trúc khẽ nhíu mày, đây lại là thần vật gì? Dương Niệm Tuyết vô cảm đáp, kiếm điện. Kiếm điện. Cô gái đeo giỏ trúc lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Dứt lời, nàng ta lại vọt về trước, tung quyền về phía Dương Niệm Tuyết, cú đấm này được bao bọc bởi một vầng sáng chói rực tựa mặt trời. Lúc cú đấm này được tung ra, tinh không vô tận nơi đây lại lần nữa sôi trào lên. Lúc này, tòa kiếm điện trên đỉnh đầu Dương Niệm Tuyết đột nhiên có một thanh kiếm bay ra, sau đó chém lệch xuống từ trên không trung. Xoẹt. Luồng quyền mang kia lập tức bị thanh kiếm chém nát. Trong mắt cô gái đeo giỏ trúc ánh lên một tia sáng lạnh, không hề lùi bước mà còn tiến lên lại, một lần nữa tung quyền đánh về phía thanh kiếm đang chém tới kia. Ầm. Một kiếm một quyền va chạm rồi nổ tung, thanh kiếm kia bị đánh bay, còn cô gái đeo giỏ trúc cũng bị chém lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi cô gái đeo giỏ trúc dừng lại, nàng ta nhìn xuống cánh tay phải của mình, nó đã bị chém nát. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc nhíu mày chặt lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn kiếm điện ở phía trên Dương Niệm Tuyết, thanh kiếm vừa nãy đã quay về lại trong kiếm điện. Dương Niệm Tuyết nhìn cô gái đeo giỏ trúc, còn đánh nữa không? Cô gái đeo giỏ trúc liếc mắt nhìn Dương Niệm Tuyết, rất nhiều thần vật. Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng là không ít. Lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên nói, cũng chỉ là ngoại vật. Nói xong. Nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó,
nàng ta chắp tay ở trước ngực. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết híp mắt lại, nàng bấm quyết bằng hai tay, trong miệng nhẩm đọc kiếm quyết. Đúng lúc này, cô gái đeo giỏ trúc đột nhiên mở hai mắt ra, nàng ta bước tới trước một bước, vừa nhấc chân lên, linh hồn của nàng ta đột nhiên thoát ra, một khắc sau, thân thể nàng ta nhanh chóng biến thành từng luồng tàn ảnh, không chỉ thế, ngay cả linh hồn cũng phân ra thành từng luồng hư ảnh. Phía xa xa, Dương Niệm Tuyết đã cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, nàng trợn trừng hai mắt chém. Dứt lời, bên trong tòa kiếm điện đột nhiên có 10 thanh kiếm bay ra. Xoẹt 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 xoẹt. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang tuôn ra như thác đổ, nhấn chìm vô số tàn ảnh của cô gái đeo giỏ trúc. Nhưng một khắc sau, vô số kiếm quang kia đột nhiên bị phá vỡ, ngay sau đó, 10 thanh kiếm đồng thời bị đánh bay, cùng lúc ấy, một tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt Dương Niệm Tuyết, trong mắt Dương Niệm Tuyết co rụt lại, nàng vội vàng xòe tay phải ra, một tấm khiên màu đen xuất hiện, nhưng chiếc khiên chưa kịp xuất hiện thì đã có một cánh tay bóp chặt lấy cuống họng của nàng. Cô gái đeo giỏ trúc nắm chặt lấy cổ họng Dương Niệm Tuyết rồi vung lên dập xuống. Thân thể Dương Niệm Tuyết trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn chằm chằm vào Dương Niệm Tuyết chỉ còn ở thể linh hồn, còn thần vật nào không? Nói xong, nàng ta chậm rãi dùng sức vào tay phải. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện phía sau nàng ta, cô gái đeo giỏ trúc đành buông Dương Niệm Tuyết ra rồi xoay người thúc khuỷu tay một cái. Kiếm bị đánh bay. Mà trước mặt nàng ta không xa là một người đàn ông. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên lúc này đây đã khôi phục được thân thể, linh hồn cũng đã bình phục. Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc, ta đầy bình máu lại rồi nè. Nói xong, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất. Phía xa, cô gái đeo giỏ trúc dương ngang cánh tay chặn lại. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị chặn ngang. Nhưng chỉ sau một khắc, một thanh kiếm khác lại chém đến. Cô gái đeo giỏ trúc chỉ một ngón tay ra. Thanh kiếm kia liền bị phá nát. Mà lúc này, Diệp Huyên đã đến bên cạnh Dương Niệm Tuyết, hắn nhìn Dương Niệm Tuyết đã vô cùng suy yếu, tỉ tỉ, không sao chứ. Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không sao, chỉ suýt chết mà thôi. Diệp Huyên khẽ nói, xin lỗi. Dương Niệm Tuyết khẽ lắc đầu, lão đệ, đừng nói chuyện nữa. Nghĩ cách đối phó người phụ nữ này đi. Diệp Huyên xoay người nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở phía xa, không thể không nói, đây là cường giả kinh khủng nhất hắn từng gặp. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên, thân thể nàng ta bỗng chậm rãi bay lên, trong nháy mắt, vô số sức mạnh thần bí từ bốn phía hội tụ lại rồi tràn vào trong cơ thể nàng ta. Diệp Huyên cau mày lại, người phụ nữ này định xuất đại chiêu. Cô gái đeo giỏ trúc nhìn Diệp Huyên ở phía xa, chậm rãi siết tay phải lại. Răng rắc. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô gái đeo giỏ trúc xuất hiện vô số tia sấm, đám sấm này vừa xuất hiện đã kéo theo một luồng thế khổng lồ ập xuống khắp bốn phía chân trời. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, sau đó dẫn hắn biến mất tại chỗ. Không thấy đâu nữa. Thấy thế, cô gái đeo giỏ trúc sửng sốt. Vậy là chạy trốn rồi à? Chẳng mấy chốc, nàng ta đã khẳng định được Diệp Huyên chạy trốn rồi. Sắc mặt cô gái đeo giỏ trúc lạnh đi, đang đánh mà tự dưng bỏ chạy. Một khắc sau, cô gái đeo giỏ trúc trực tiếp thời không trước mặt mình. Diệp Huyên lợi dụng kiếm Thanh Huyên để trở về Tiên Bảo Các, nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt của hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các Vô Tiên lập tức trở nên khó coi. Chuyện của Diệp Huyên và cô gái đeo giỏ trúc lão đã biết, mà sở dĩ lão không đi giúp Diệp Huyên là bởi vì lão có quen biết với cô gái đeo giỏ trúc này. Cô gái đeo giỏ trúc được xưng là một trong ba người phụ nữ mạnh nhất chung thế giới. Bởi vậy lão mới quyết định giả ngu, không dẫn người đi giúp Diệp Huyên. Diệp Huyên là ai? Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Vô Tiên thì đã biết đối phương nghĩ gì rồi. Rất hiển nhiên, tuy hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, nhưng đối phương cũng không bằng lòng chỉ vì hắn mà phải đi đối địch với cô gái đeo giỏ trúc. Diệp Huyên cười nói, Vô Tiên hội trưởng, ta tới đây không phải bảo các người đối địch với cô gái đeo giỏ trúc đâu, ta muốn các ông bảo vệ một món đồ giúp ta thôi. Vô Tiên vội hỏi, vật gì?
Diệp Huyên xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp run giọng nói, tiểu chủ, người định làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi và tỷ tỷ đều bị thương rất nặng, các ngươi cần chữa thương trước, nhất là tỷ tỷ, thân thể nàng đã bị hủy rồi, linh hồn còn bị trọng thương. Tiểu tháp nói ngay, tiểu chủ, ta muốn đồng sinh cộng tử với người. Diệp Huyên trầm giọng nói, nghe lời. Nói xong, hắn lập tức đưa tiểu tháp vào tay vô tiên, sau đó xoay người ngự kiếm bay đi, nhưng hắn vừa rời khỏi tiên bảo các thì cô gái đeo giỏ trúc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong điện, vô tiên nhìn tiểu tháp trong tay, trầm mặc không nói gì. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở sau lưng lão. Ông ta nhìn cô gái đeo giỏ trúc và Diệp Huyên ở phía xa rồi hỏi quyết định là không giúp. Vẻ mặt phu tiên bình tĩnh, ngươi là đối thủ của Đạo Huyền Nhất à? Đạo Huyền Nhất chính là tên của cô gái đeo giỏ trúc. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Phu tiên nhẹ giọng nói, tuy tịch huyền đạo đã bị diệt, nhưng Đạo Huyền Nhất vẫn còn sống. Nếu chúng ta ra tay, nói không chừng cô gái này sẽ thẳng tay giết sạch chúng ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hắn có lệnh huyền thiên. Phu tiên lắc đầu, giả ngu đi. Nói rồi, lão do dự một lúc, dù sao các chủ đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Chấm chấm chấm. Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn cô gái đeo giỏ trúc ở trước mặt, hắn không hề phí lời mà quyết định thiêu đốt thân thể ngay. Khí tức của Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Diệp Huyên bắt đầu thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt huyết mạch phong ma. Trong khoảnh khắc hắn lựa chọn thiêu đốt huyết mạch phong ma đó, một luồng sát ý cùng tàn nhẫn đến từ sâu thẳm trong huyết mạch đột nhiên tăng vọt, tràn vào thức hải của hắn. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Huyên lập tức hóa thành một biển máu. Hoàn toàn phong ma. Lần này, hắn không giả bộ nữa. Bởi vì lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Huyết mạch phong ma. Sau khi tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma, khí tức của Diệp Huyên nháy mắt điên cuồng tăng vọt lên. Lúc này đây, trong phạm vi mấy triệu dặm đều cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ kinh khủng. Những cường giả nấp trong bóng tối ở xung quanh cũng đều thấy vô cùng khiếp sợ, đây là huyết mạch gì? Sao lại kinh khủng đến thế? Bên trong tiên bảo các, phu tiên nhìn Diệp Huyên giờ khắc này đã đỏ chót toàn thân đứng ở phía chân trời, lão im lặng không nói gì. Bây giờ cả lão cũng thấy khiếp sợ trong lòng khi thấy thực lực của Diệp Huyên, lão không ngờ rằng Diệp Huyên này lại có thể đánh với Đạo Huyền Nhất lâu đến vậy. Đạo Huyền Nhất nhường à? Tất nhiên là không. Không đơn giản. Trong mắt phu tiên ánh lên một tia phức tạp, lão biết Diệp Huyên có thể được các chủ tán thành thì chắc chắn không đơn giản, nhưng lão cũng không dám lấy cả phân hội tiên bảo các ra đánh cược. Một khi cược thua, không chỉ người chết, mà phân hội tiên bảo các này cũng sẽ biến mất theo. Không đánh cược được. Chấm chấm chấm. Ở chân trời phía xa xa, Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng nàng ta đã chậm rãi siết tay phải lại. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, hai mắt hắn bây giờ tựa biển máu, sát ý ngập trời. Xung quanh, những cường giả kia dồn dập thối lui. Bởi vì bọn họ phát hiện sát ý của Diệp Huyên có thể ăn mòn thần trí của bọn họ. Phía chân trời, Diệp Huyên không hề phí một lời nào, chỉ đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đỏ lòm lóe lên giữa tinh không. Bên trong chiêu kiếm này xen lẫn sát ý cùng lệ khí vô cùng vô tận. Đạo Huyền Nhất vẫn vô cảm, nàng ta bước ra trước một bước, đấm một quyền về phía Diệp Huyên, cú đấm này khiến mọi thứ xung quanh đều tiệt diệt, quyền thế khổng lồ khiến cả chung thế giới đều phải rung lên. Hai người đều chọn cách đối đầu trực diện. Một mảng kiếm quang màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát từ nơi chân trời, ngay sau đó, hai người đồng thời thối lui. Nhưng Đạo Huyền Nhất chỉ lui mấy trăm trượng đã ngừng lại, mà Diệp Huyên thì phải thối lui đến tận mấy nghìn trượng. Đạo Huyền Nhất liếc nhìn cánh tay phải của mình, trên đó đã có vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Huyền Nhất nhíu chặt mày lại. Nàng ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa khí tức của Diệp Huyên còn đang ngày càng mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, một khắc sau. Nàng ta đột nhiên biến mất một cách rất quỷ dị. Chợt,
Đạo huyền nhất xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi tung một cước thẳng xuống, cú đá này vừa hạ xuống, mảnh thời không xung quanh nàng ta cũng bị lõm vào theo. Ầm. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cước kia đá thẳng vào trong vực sâu thời không vô tận, mà khi hắn vừa dừng lại được, một tàn ảnh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn, tiếp đó, một cú đấm mang theo quyền thế cùng lực lượng khổng lồ ập thẳng đến đầu hắn, như muốn nghiền nát Diệp Huyên. Lần này, Diệp Huyên không chọn né tránh mà là xoay kiếp đâm thẳng vào bụng của Đạo Huyền Nhất. Nhưng Đạo Huyền Nhất cũng chọn cách đối đầu trực tiếp. Oanh! Xoẹt! Thân thể Diệp Huyên lập tức vỡ tung, linh hồn cũng bị hất thẳng về phía sau mấy vạn trượng. Mà kiếm của Diệp Huyên cũng đã đâm vào bụng Đạo Huyền Nhất, kiếm Thanh Huyên vừa định trấn áp linh hồn Đạo Huyền Nhất nhưng một khắc sau, một luồng sức mạnh khổng lồ đã trực tiếp ép kiếm Thanh Huyên rơi ra khỏi cơ thể của nàng ta. Đạo Huyền Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn dần trở nên hư huyễn. Tuy kiếm đã được rút khỏi cơ thể, nhưng kiếm Thanh Huyên vẫn đã khiến linh hồn của nàng ta trọng thương. Lần này nàng ta hơi bất cẩn rồi. Bởi vì nàng ta không ngờ rằng kiếm này có công dụng khắc chế linh hồn, vốn dĩ nàng ta chỉ nghĩ kiếm này chỉ hơi sắc bén một chút mà thôi. Phía xa, sau khi thân thể Diệp Huyên vỡ nát, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện trong tay hắn, rồi sau đó hắn lại đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang đỏ như máu chợt lóe lên ở giữa tinh không. Xé rách tất cả! Phía xa xa, Đạo Huyền Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng ta bước về trước một bước, tung quyền ra. Oanh! Cú đấm vừa xuất hiện đã xé rách mọi thứ ở xung quanh. Ầm! Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng một khắc sau, một thanh kiếm đã chém thẳng đến trước mặt Đạo Huyền Nhất. Trong mắt Đạo Huyền Nhất ánh lên tia sắc lạnh, nàng ta nhanh chóng vung ngang tay để cản lại. Ầm! Thanh kiếm kia lập tức bị đẩy lùi, một khắc sau, nàng ta lại định ra tay tiếp, nhưng đúng lúc này, lại có một thanh kiếm khác chém tới. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta chậm rãi chắp tay phải đến giữa hàng mày, ngay sau đó, nàng ta vọt về trước rồi vung tay lên tung chiêu, trưởng tựa đao. Ầm! Thanh kiếm kia lập tức bị đánh nát, mà cùng lúc đó, một dấu tay đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Huyên rồi ép thẳng xuống. Diệp Huyên hơi động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng hóa thành khiên kiếm che ở trên đỉnh đầu hắn. Ầm! Khiến kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, sau đó linh hồn Diệp Huyên liền bị đẩy lùi liên tục ở giữa tinh không, mà đúng lúc này, Đạo Huyền Nhất lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn một cách đầy quỷ dị, một khắc sau, nàng ta đưa một ngón tay ra điểm thẳng vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên trở lại vào vỏ trong tay hắn. Một khắc sau, Diệp Huyên rút kiếm ra chém. Lần rút kiếm này không chỉ là chém ra một chiêu kiếm bình thường, mà là chém tương lai, chém hiện tại, cũng chém cả quá khứ. Ba kiếm hợp nhất. Kiếm của Diệp Huyên vừa xuất hiện, Đạo Huyền Nhất đã phải cau mày lại, nhưng nàng ta cũng không hề thu tay về, mà chân phải đột nhiên dẫm xuống, sức mạnh của nàng ta chợt tăng lên dữ dội. Ầm! Cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều bị đánh bay, nhưng Đạo Huyền Nhất kia cũng bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Không chỉ thế, tay phải nàng ta đã bị chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyên xé rách, suýt nữa đã mất đi một tay. Cùng lúc đó, giữa hàng mày nàng ta còn có một vết kiếm màu máu. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở phía xa, nàng ta phát hiện kiếm của Diệp Huyên đã mạnh hơn ban nãy rất nhiều rất nhiều. Trong tình huống bình thường, cho dù Diệp Huyên có chém cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai thì cũng không thể gây tổn thương đến nàng ta được, nhưng bây giờ đã khác, sau khi Diệp Huyên kích hoạt huyết mạch chi lực, sức mạnh của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Huyết mạch chi lực thuần túy. Đạo Huyền Nhất lúc này cũng thấy nghi hoặc ở trong lòng, thân thể của Diệp Huyên đã bị nàng ta đánh nát rồi, tại sao vẫn còn huyết mạch chi lực? Lẽ nào huyết mạch của hắn không nằm trong thân thể mà là trong linh hồn? Không nghĩ ra được. Cũng không cần nghĩ. Đạo Huyền Nhất chậm rãi siết tay phải lại, khi nàng ta đang định ra tay thì đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên trở nên hư huyễn. Chạm quá khứ. Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, nàng ta đột nhiên vung ngang cánh tay chặn lại. Ầm. Một luồng kiếm quang đỏ chót chợt bùng nổ, Đạo Huyền Nhất lập tức lùi lại mấy trăm trượng. Mà sau khi nàng ta dừng lại,
cánh tay phải đã bị văng ra ngoài. Bị chém đứt. Nhìn thấy tình cảnh này, những cường giả đang nấp trong bóng tối đều thấy kinh hãi. Thực lực của Diệp Huyên này lại trở nên mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở nơi xa, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm bước từng bước đến, trông hắn vô cùng tàn nhẫn. Bên trong kiếm quang màu đỏ máu còn pha thêm vô tận lệ khí cùng sát ý, cho dù là Đạo Huyền Nhất cũng phải nhíu mày lại, sát ý và lệ khí này quá mạnh mẽ, nàng ta chưa từng gặp bao giờ. Đối mặt với Diệp Huyên vẫn luôn càng lúc càng mạnh hơn, Đạo Huyền Nhất không dám xem thường nữa, nàng ta đột nhiên vươn tay trái ra tạo hình một thủ ấn quỷ dị. Một khắc sau, nàng ta lại nhẹ vung tay về trước, bốn phía không gian xung quanh nàng ta đột nhiên sục sôi tựa núi lửa đã tích tụ mấy nghìn năm mới bùng nổ, một luồng sức mạnh khổng lồ lấy nàng ta làm trung tâm bộc phát ra xung quanh. Kiếm quang màu đỏ máu bị phá vỡ, Diệp Huyên liên tục thối lui. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh không lúc này cũng sục sôi lên, sau đó là thiêu đốt hết tất cả. Toàn bộ trung thế giới đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì hai người này đánh nhau đã làm tổn thương đến bản nguyên của trung thế giới. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở giữa cuộc chiến, ông lão đưa mắt nhìn Diệp Huyên ở phía xa, rồi lại nhìn Đạo Huyền Nhất Chí Tôn, cô đã làm tổn thương bản nguyên của giới này. Đạo Huyền Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn ông lão Mạc Hiền, chuyện này không liên quan đến Thiên Nhất Tông của ông. Mạc Hiền do dự một lúc rồi nói, Huyền Nhất Chí Tôn. Lúc trước mấy đại chí tôn đã có ước định là không được để bất kỳ ai làm tổn thương đến bản nguyên của thế giới, hiện tại cô. Đạo Huyền Nhất nhìn chòng chọc vào Mạc Hiền, tịch huyền đạo đã vong, ta còn để ý mấy chuyện đó làm gì. Nói cho bọn họ biết, ai dám ngăn cản ta sẽ đánh người đó, ta nói một là một. Nói xong, nàng ta lại bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Mạc Hiền đứng khựng tại chỗ khẽ thở dài. Coi như ông ta đã hiểu rồi. Đạo Huyền Nhất đã muốn liều mạng, nếu bọn họ dám ngăn cản, người phụ nữ này chắc chắn sẽ đánh luôn bọn họ. Một vị chí tôn phát điên, không phải chuyện đùa. Đánh Diệp Huyên. Mạc Hiền liếc mắt nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, người này ông ta không hề quen biết, thế nhưng nhìn những gì trước mắt thì dùng ngón chân nghĩ cũng biết, thanh niên này có lai lịch không hề đơn giản. Nhất là huyết mạch của hắn, quả thật quá biến thái. Phía xa. Tuy Diệp Huyên vẫn bị Đạo Huyền Nhất áp chế, nhưng hắn không còn đến mức không có sức chống đỡ, bởi vì bây giờ Đạo Huyền Nhất đã không còn dễ dàng đương đầu trực diện với Kiếm Thanh Huyên nữa. Kiếm Thanh Huyên có thêm huyết mạch chi lực phụ trợ, đây không phải chuyện đùa đâu, e là đến cả tiểu tháp kiếm này cũng có thể bổ đôi được. Hơn nữa bởi vì Diệp Huyên đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, nên thực lực hiện tại của hắn được huyết mạch chi lực không ngừng gia trì tăng lên. Càng điên thì càng mạnh. Càng đánh thì càng mạnh. Không có hạn mức tối đa. Đây chính là chỗ đáng sợ chân chính của huyết mạch phong ma. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bị Đạo Huyền Nhất tung một quyền đánh lui mấy vạn trượng, mà sau khi hắn dừng lại thì bỗng có một luồng kiếm quang im hơi lặng tiếng chém đến trước mặt Đạo Huyền Nhất. Đạo Huyền Nhất đột nhiên thúc cùi trỏ một cái. Kiếm quang kia bị đánh vỡ, nhưng nơi cùi tay phải của nàng ta cũng bị nứt ra. Thấy được cả xương trắng ẩn. Đạo Huyền Nhất nhìn khuỷu tay của mình, im lặng. Mà phía xa xa, sau khi Diệp Huyên dừng lại thì lập tức tái tạo thân thể lại, với thực lực hiện tại của hắn, muốn tái tạo cơ thể là chuyện rất đơn giản, có điều thân thể sau khi tái tạo lại cũng không còn năng lực phòng ngự kinh khủng như trước nữa. Thân thể bị đánh nát một lần thì phải tu luyện lại một lần. Có điều Diệp Huyên cũng không quan tâm. Bởi vì cho dù là thân thể khi trước của hắn thì cũng không thể cản được sức mạnh kinh khủng của Đạo Huyền Nhất. Có và không có, không có gì quá khác biệt. Lúc này, Đạo Huyền Nhất ở phía xa đột nhiên chậm rãi lấy giỏ trúc sau lưng ra. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Hiền ở đằng xa lập tức biến sắc, ông ta vội ngăn cản, Huyền Nhất Chí Tôn, tuyệt đối không thể, hành vi này của cô sẽ hủy diệt thế giới này, cô sẽ trở thành tội nhân muôn đời của trung thế giới. Đạo Huyền Nhất không đếm xỉa đến Mạc Hiền, nàng ta mở giỏ trúc, bên trong là một cây thước màu xanh, rất ngắn, chỉ dài khoảng một cánh tay. Đạo Huyền Nhất cầm cây thước lên, khẽ nói, sư tôn, người từng nói với con, ra ngoài làm việc thì phải luôn chừa lại ba phần. Bởi vậy người đã dùng thước vô lượng phong ấn bốn phần sức mạnh của con, để con vĩnh viễn không được tự cao. Nói rồi,
Nàng ta nhìn Diệp Huyên đỏ lòng toàn thân ở phía xa, giết người này, con cũng sẽ chết, nhưng con không hối hận. Dứt lời, nàng ta bỗng cầm thước vô lượng khẽ gõ vào giữa hàng mày mình một cái. Ầm. Trong nháy mắt, khí tức của đạo huyền nhất điên cuồng tăng vọt, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ chung thế giới. Đạo huyền nhất đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Đây là thiên tài siêu cấp kinh khủng nhất từ trước tới nay của tịch huyền đạo. Hơn nữa còn cầm thần khí khủng bố nhất của tịch huyền đạo, thước thần vô lượng. Thước này có thể đo được cổ kim, trấn áp thời gian. Khi thấy đạo huyền nhất khôi phục thực lực, sắc mặt của Mạc Hiền trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ vẫn luôn kiêng dè đạo huyền nhất, bởi vì bọn họ biết đạo huyền nhất vẫn luôn áp chế thực lực của bản thân. Mà bây giờ đạo huyền nhất đã khôi phục thực lực, lại cộng thêm thước thần vô lượng trong tay. Ông ta không lo cho sự sống chết của Diệp Huyên, mà là lo cho toàn bộ sinh mạng ở chung thế giới này. Một khi bản nguyên của chung thế giới bị phá hủy, đó sẽ là ảnh hưởng chí mạng đến bọn họ. Tông môn của đạo huyền nhất đã bị diệt nên nàng ta không thèm đếm xỉa gì nữa, nhưng bọn họ thì không thể không quan tâm. Ngăn cản đạo huyền nhất. Mạc Hiền lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Bây giờ đạo huyền nhất đã muốn liều mạng, nếu ngăn cản nàng ta, lỡ như nàng ta phát rồ rồi đánh luôn cả lão, vậy thì khó xử lắm. Chẳng mấy chốc, Mạc Hiền quay sang nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Nếu Diệp Huyên kia biến mất thì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Hiền dần trở nên lạnh lùng. Đằng xa, Diệp Huyên nắm chặt kiếm Thanh Huyên trong tay, khí tức huyết mạch toàn thân hắn đang không ngừng tăng cao, thế nhưng so với khí tức hiện tại của đạo huyền nhất thì lại có vẻ rất yếu ớt. Đạo huyền nhất nhìn Diệp Huyên, chậm rãi nắm chặt tay phải lại, nàng ta không phí lời nào mà lập tức tung quyền ra. Diệp Huyên bên kia đột nhiên rút kiếm chém xuống. Ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát, cả người lẫn kiếm Diệp Huyên nháy mắt đã bị đánh vào trong vực sâu thời không vô tận. Cú đấm này mặc dù chỉ nhắm vào mỗi Diệp Huyên, thế nhưng đất trời xung quanh cũng phải trở nên hư huyễn theo. Lúc này, một con rồng khổng lồ xuất hiện ở sâu trong tinh không, nó nhìn xuống Huyền Nhất ở phía dưới, nói với giọng điệu kèm theo uy thế ngút trời, Huyền Nhất chí tôn, cô muốn phá hủy thế giới này sao? Linh mạch siêu cấp. Con cự long trước mắt này chính là thủ lĩnh của 36 linh mạch khác, Linh Long. Đạo huyền nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Long, hôm nay ta chỉ giết một người, Linh Long chí tôn, đừng chọc vào ta. Nói xong, nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, vẫn không hề nhiều lời mà chỉ tung quyền ra. Phía xa xa, ở trong vực sâu vô tận, Diệp Huyên đột nhiên bước về trước một bước, sau đó rút kiếm ra chém. Nhất kiếm chạm quá khứ, nhất kiếm chạm hiện tại, nhất kiếm chạm tương lai. Ba kiếm hợp nhất. Diệp Huyên vừa ra kiếm, ba luồng kiếm quang đã bùng nổ ngay trước mặt hắn. Diệp Huyên lại thối lui. Hơn nữa, lần này sau khi hắn dừng lại, thân thể hắn đã lặng lẽ tiêu biến. Không ngăn được. Đạo huyền nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên chỉ còn lại linh hồn hư huyễn, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản. Tại sao không gọi người? Ở đằng xa, Diệp Huyên đột nhiên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên rung lên, một khắc sau, linh hồn hắn lập tức bốc cháy. Đốt hồn. Nhìn thấy cảnh này, đạo huyền nhất híp hai mắt lại, không ngừng tự hại bản thân, có tác dụng gì chứ? Nói xong, thân thể nàng ta chậm rãi bay lên, nàng ta nắm chặt tay phải lại, một khắc sau, cả người nàng ta chợt biến mất. Diệp Huyên ở đằng xa đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đỏ tươi rồi cũng biến mất. Xoẹt. Xung quanh vùng vực sâu thời không vô tận này đột nhiên bốc cháy. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của hai người. Đạo huyền nhất đánh thẳng một quyền lên trên thân kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt. Sức mạnh to lớn trực tiếp xuyên qua kiếm Thanh Huyên dội thẳng đến linh hồn Diệp Huyên. Ầm. Linh hồn của Diệp Huyên nháy mắt bị đánh bay ra ngoài như tờ giấy. Có điều trong tích tắc ấy. Cũng có hai luồng kiếm quang riêng biệt xuất hiện ở sau đầu và ngay trước cuống họng của đạo huyền nhất. Vẻ mặt của đạo huyền nhất vẫn rất bình tĩnh, nàng ta nhẹ nhàng ép tay phải xuống dưới một chút, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp đập nát hai luồng kiếm quang. Ở phía xa, Diệp Huyên vẫn đang thiêu đốt linh hồn, tuy hơi thở của hắn ngày càng mạnh, còn mạnh hơn cả khi thiêu đốt huyết mạch, nhưng linh hồn hắn cũng đang ngày càng mờ đi. Đánh không lại.
cho dù có thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt linh hồn, hắn vẫn không thể đánh lại người phụ nữ trước mắt này. Thực lực giữa bọn họ có sự chênh lệch quá lớn. Nếu người phụ nữ này ra thêm một quyền nữa, hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng bảo, tiểu chủ, chúng ta kiếp sau gặp lại. Vừa nói xong, kiếm Thanh Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đâm thẳng vào linh hồn của Diệp Huyên. Một khắc sau, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bùng nổ thành một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra trong linh hồn Diệp Huyên. Cắn nuốt kiếm Thanh Huyên. Phải nói là kiếm Thanh Huyên tự hủy, chủ động để Diệp Huyên cắn nuốt. Bởi vì Diệp Huyên có thể cắn nuốt kiếm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đã hoàn toàn phong ma như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên run lên, một khắc sau, hắn bỗng gào lên, không. Trong giọng nói mang theo sự sợ hãi tột cùng. Không phải là sợ hãi kẻ địch, mà là sợ có người chí thân sắp tan biến. Kiếm Thanh Huyên chủ động bị thôn phệ, trong nháy mắt, khí tức của Diệp Huyên tựa như núi lửa phun trào, bộc phát lực lượng kinh khủng. Ầm. Trong nháy mắt, đất trời xung quanh đã hoàn toàn bị đốt cháy. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, một khắc sau, hắn lao thẳng tới chỗ nàng ta như kẻ điên. Không có kiếm. Lúc này đây, hắn chính là kiếm. Phía xa xa, Đạo Huyền Nhất vẫn rất bình tĩnh, nàng ta xòe tay, một cây thước thần xuất hiện trong tay, rồi nàng ta khẽ vung nó lên. Ầm. Thiên địa vốn đang bốc cháy chớp mắt đã bị tiêu diệt. Một bóng thước lao thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Ầm. Một luồng kiếm quang đột nhiên bạo phát, Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất đồng thời thối lui liên tục, lần này cả hai đều bị đẩy lùi đến hơn mười mấy vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, quanh thân hắn không ngừng có từng luồng kiếm quang ngưng hiện lên. Đạo Huyền Nhất ở đằng xa vừa dừng lại thì lại có một thanh kiếm đột nhiên chém thẳng xuống từ đỉnh đầu của nàng ta. Đạo Huyền Nhất mở tay ra, thước thần vô lượng trong tay đột nhiên bay lên chém nát thanh kiếm kia, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, trong mắt Đạo Huyền Nhất đột nhiên co rụt lại, tốc độ của Diệp Huyên từ khi nào đã nhanh đến vậy rồi. Giờ khắc này tốc độ của Diệp Huyên đã nhanh hơn trước chí ít là 10 lần. Đạo Huyền Nhất bây giờ mới vỡ lẽ. Diệp Huyên giấu thực lực. Không đúng, là giấu tốc độ. Lúc hắn thiêu đốt huyết mạch và linh hồn, năng lực của Diệp Huyên đã được gia tăng khắp mọi mặt, thế nhưng hắn lại giấu đi tốc độ của mình. Mà nàng ta lại quên mất điểm này. Thế nên sau khi Diệp Huyên hấp thu năng lượng từ kiếm Thanh Huyên xong, hắn không ẩn giấu tốc độ của mình nữa nên đã khiến nàng ta không ngờ tới được. Quan trọng nhất là từ khi thiêu đốt huyết mạch, Diệp Huyên vẫn luôn đi nàng ta chèn ép hết mọi phương diện, chuyện này cũng khiến tiềm thức của nàng ta buông lỏng cảnh giác. Trong khoảnh khắc này, Đạo Huyền Nhất có muốn phòng thủ cũng không được. Diệp Huyên dùng tay phải làm kiếm, đâm thẳng vào bụng Đạo Huyền Nhất. Ầm. Trong ánh mắt của mọi người, thân thể Đạo Huyền Nhất lập tức bị phá vụn, nhưng gần như cùng lúc đó, Đạo Huyền Nhất cũng vung ngón tay đâm thẳng vào mắt Diệp Huyên. Phập. Hai người đồng thời thối lui. Lúc Diệp Huyên dừng lại thì đã mất hai mắt, không chỉ thế, linh hồn hắn cũng đã mờ ảo đến mức gần như trong suốt. Phía xa xa, thân thể Đạo Huyền Nhất đã bị hủy, không chỉ vậy, trong linh hồn của nàng ta còn bị một thanh kiếm cắm vào. Mặc dù không phải kiếm Thanh Huyên, thế nhưng Diệp Huyên đã sử dụng nhất kiếm định hồn, chiêu kiếm này đã trấn áp linh hồn của Đạo Huyền Nhất. Trong mắt Đạo Huyền Nhất lóe lên một tia dữ tợn, vô lượng. Dứt lời, thần thước vô lượng trên đỉnh đầu nàng ta đột nhiên rơi xuống rồi tiến vào trong người nàng ta. Ầm, toàn thân Đạo Huyền Nhất chợt bùng nổ ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, một khắc sau, thanh kiếm trong linh hồn của nàng vậy mà lại bắt đầu dần dần tiêu biến. Linh hồn Diệp Huyên ở đằng xa đã vô cùng mờ ảo, hắn cũng không dám ra tay nữa, bởi vì tình trạng linh hồn hiện tại của hắn còn yếu hơn cả Đạo Huyền Nhất, hắn đang bắt đầu khôi phục lại linh hồn của mình. Hai bên đều chọn cách khôi phục linh hồn. Mà toàn bộ cường giả ở trung thế giới bấy giờ đều thấy vô cùng hãi hùng, bởi vì trận chiến giữa Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất quá mức kinh khủng. Sức mạnh của hai người, trung thế giới này đã không thể chịu đựng được nữa. Vô số nơi đã bị xới tung mặt đất, dung nham sâu trong tâm thế giới đã trào ra, đây chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng hơn là có nơi linh khí đã bắt đầu khô cạn. Bản nguyên của trung thế giới đã bị tổn thương nghiêm trọng.
nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế, toàn bộ trung thế giới sẽ bị đánh nát mất. Chấm chấm chấm. Ở nơi xa, bên cạnh Mạc Hiền đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, người này chính là một vị trí tôn siêu cấp khác của trung thế giới, Lam Sơn. Đồng thời, ông ta cũng là tông chủ của Vân Thần Tông, một trong những siêu tông môn. Lam Sơn liếc mắt nhìn Đạo Huyền Nhất và Diệp Huyên, sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này, Linh Long Chí Tôn đột nhiên hóa thành một người đàn ông trung niên xuất hiện ở bên cạnh Lam Sơn cùng Mạc Hiền. Linh Long lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất, các ngươi quyết định không ngăn cản họ lại. Mạc Hiền và Lam Sơn trầm mặc. Ngăn cản. Nếu có thể ngăn cản, bọn họ đã sớm cản rồi. Linh Long nhìn hai người Mạc Hiền, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ khôi phục lại thôi, khi đó họ sẽ lại tái chiến. Mà tình hình hiện tại của trung thế giới chắc các ngươi còn rõ hơn cả ta. Cứ tiếp tục đánh nhau như thế, bản nguyên của trung thế giới sẽ bị bọn họ đánh nát mất, thậm chí có thể sẽ khiến linh khí khô cạn. Không phải là có thể nữa, mà là chắc chắn sẽ khiến linh khí khô cạn. Sắc mặt hai người Lam Sơn trở nên hơi khó coi. Linh Long tiếp tục nói, các ngươi nhìn đi, hiện tại vô số địa mạch ở trung thế giới đã bắt đầu đổ nát, cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của bọn họ sẽ hủy diệt tất cả địa mạch nơi đây, không chỉ địa mạch, mà vô số linh mạch của trung thế giới cũng sẽ chịu chung số phận tan nát thôi, khi ấy, linh điện của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói rồi, ánh mắt của ông ta dần trở nên sắc lạnh, một khi nơi đây không còn địa mạch cùng vô số linh mạch khác, ta sẽ dẫn hết linh mạch siêu cấp trong linh điện rời khỏi trung thế giới. Nghe vậy, sắc mặt của Lam Sơn và Mạc Hiền lập tức thay đổi. Sở dĩ linh khí của trung thế giới nồng nặc được như vậy tất cả đều là nhờ 36 linh mạch siêu cấp này, mà sở dĩ 36 linh mạch siêu cấp ở lại trung thế giới là vì nơi đây có ưu thế tự nhiên rất lớn về địa mạch cùng linh mạch. Chúng nó có thể bồi dưỡng vùng vũ trụ này, nhưng cũng cần vùng vũ trụ này bồi dưỡng chúng nó. Chúng nó và vũ trụ này cùng nhau hỗ trợ và phát triển. Mà một khi 36 linh mạch này rời đi vậy linh khí của trung thế giới trong chớp mắt sẽ biến mất chí ít 8 phần 10, linh khí nơi đây sẽ khô cạn, không lâu sau đó, toàn bộ trung thế giới sẽ cạn kiệt linh khí trở thành một vũ trụ hoang tàn. Lúc này, Mạc Hiền đột nhiên nói, không thể để cho bọn họ tiếp tục đánh nữa. Lam Sơn nhìn về phía Mạc Hiền. Mạc Hiền liếc mắt nhìn Đạo Huyền Nhất và Diệp Huyên, mặt mũi lạnh tanh, trong bọn họ nhất định phải có một người chết. Lam Sơn trầm mặc một lát rồi hỏi, ai sẽ chết? Mạc Hiền nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, nếu chọn nàng ta thì quá nguy hiểm, bởi vì lỡ như nàng ta không chết, một khi nổi điên lên rồi trả thù thì... Nói đến đây, lão nhìn về phía Diệp Huyên đang khôi phục linh hồn, hắn chết. Lam Sơn nói, ra tay thôi. Dứt lời, ông ta và Mạc Hiền đã bay thẳng đến chỗ Diệp Huyên, rõ ràng là bọn họ muốn giết chết Diệp Huyên. Hai vị chí tôn đồng thời ra tay. Diệp Huyên phải chống đỡ như thế nào? Căn bản là không thể chống lại được. Đừng nói là hắn đang trong trạng thái như bây giờ, cho dù hắn ở thời kỳ đỉnh cao cũng hoàn toàn không thể đỡ được. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên chính là Dương Niệm Tuyết. Trong mắt Dương Niệm Tuyết ánh lên tia dữ dằn, nàng xòe tay ra, tòa kiếm điện lúc trước đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang bắn mạnh ra. Làm nổ kiếm điện. Kiếm điện nổ tung, vô số kiếm quang tựa khói lửa đột nhiên giấy lên trong khắp thiên đại này, khiến Lam Sơn cùng Mạc Hiền kia cũng bị vùng kiếm quang này đẩy lui, mà khi bọn họ dừng lại được thì Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên cực kỳ khó coi. Lam Sơn nhìn chằm chằm về phương xa, không thể để cho hắn sống sót. Bọn họ cũng khá kiêng kỵ Diệp Huyên. Chỉ với chừng ấy tuổi mà đã có thể chống lại một vị chí tôn, nếu để mặc cho hắn trưởng thành tiếp thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Thật ra lúc này đây hai người đã có chút hối hận. Tại sao phải nhúng tay vào chuyện này? Hoặc phải nói là, họ hoàn toàn có thể đổi cách khác, ví dụ như tìm một cái bia đỡ đạn đi làm chuyện này giúp. Mà bây giờ thì hay rồi, người thì chưa giết được, trái lại còn kết thêm một tử thù. Lam Sơn đột nhiên nói, không thể để cho hắn sống được, đuổi theo. Nói xong, ông ta vọt thẳng ra ngoài. Mà Mạc Hiền ở bên cạnh cũng xông ra ngoài theo. Phía dưới, khi thấy Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết bỏ chạy,
vẻ mặt của Vu Tiên hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các trở nên khó coi cực kỳ. Thật ra lão cũng không mong Diệp Huyên chạy thoát được. Diệp Huyên là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, dựa theo quy củ được các chủ đặt ra, lão phải dốc toàn lực để bảo vệ Diệp Huyên, thế nhưng ban nãy lão đã chọn cách đứng ngoài cuộc. Nếu như Diệp Huyên bị chém giết ngay bây giờ thì các chủ Tiên Bảo Các chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này nữa, dù sao người cũng đã chết rồi. Nhưng hiện tại Diệp Huyên lại chạy thoát. Chuyện này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rủi ro. Im lặng một lát, Vu Tiên đột nhiên nói, A Vũ, bảo người của ngươi truy tìm tên kia đi. Nói xong, lão dừng lại một chút rồi nói, bất chấp mọi giá. Tên kia chính là Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên tên A Vũ trầm giọng nói, ông chắc không? Vu Tiên nhẹ giọng nói, không còn đường lui nữa rồi. Nếu hắn chết, trên đời này sẽ không ai biết hắn là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các. Tất nhiên, nếu tra được hành tung của hắn rồi thì cũng đừng động thủ, cứ liên hệ cho Mạc Hiền và Lam Sơn Chí Tôn, bán cho bọn họ một ân tình. A Vũ trầm mặc một lát rồi xoay người rời đi. Nếu bàn về hệ thống tình báo, mấy thế lực lớn khác chắc chắn không so lại được với Tiên Bảo Các. Bởi vì phân hội của Tiên Bảo Các trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Ở một tinh vực nào đó, Mạc Hiền cùng Lam Sơn dừng lại, sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện hơi thở của Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đã biến mất rồi. Hai người quét thần thức khắp các tinh vực và vũ trụ nhưng cũng không phát hiện ra được Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết. Sắc mặt Lam Sơn vô cùng u ám, bọn họ làm cách nào? Mạc Hiền lắc đầu, trong tay cô gái kia có rất nhiều thần vật, có lẽ nàng ta đã dùng thần vật gì đó để che đậy hơi thở của bản thân. Lam Sơn đột nhiên nói, hai người này là ai? Lời vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt. Hai người này là ai? Bọn họ vẫn luôn bỏ quên vấn đề này. Chắc chắn không phải là người của chung thế giới, nếu là người ở đây, bọn họ đã biết rồi. Lam Sơn đột nhiên nói, chắc Huyền Nhất Chí Tôn sẽ biết. Nói xong, hai người nhìn nhau một chút, sau đó liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã xuất hiện ở trên bầu trời phân hội Tiên Bảo Các, lúc này đây, đạo Huyền Nhất kia vẫn chưa đi. Mạc Hiền nhìn về phía đạo Huyền Nhất Chí Tôn, thiếu niên kia là ai? Đạo Huyền Nhất liếc mắt nhìn Mạc Hiền, sau đó im lặng biến mất. Mạc Hiền khẽ nhíu mày, ông ta nhìn Lam Sơn ở bên cạnh, nàng có ý gì? Lam Sơn trầm giọng nói, coi thường ngươi. Mạc Hiền trầm giọng nói, chúng ta đang giúp nàng đấy. Lam Sơn khẽ lắc đầu, khỏi quan tâm lai lịch của hắn ra sao đi. Từ giây phút chúng ta ra tay, chúng ta đã kết một phần nhân quả này rồi, nếu không muốn tương lai hắn quay lại trả thù chúng ta, thì phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành mà kết liễu. Trong mắt Mạc Hiền ánh lên một tia lo lắng, ta lo sau lưng hắn là một thế lực khổng lồ. Nghe vậy, Lam Sơn cũng nhíu mày lại. Sao ông ta không lo cho được? Lúc này, Mạc Hiền lắc đầu, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Nếu đã kết phần nhân quả này thì chúng ta cứ thản nhiên đối mặt thôi, sợ gì chứ? Nói rồi, ông ta cười lớn một tiếng, hai tông chúng ta liên thủ với nhau, còn sợ gì ai? Nghe vậy, Lam Sơn cũng khẽ gật đầu, đúng vậy. Mạc Hiền nói, bây giờ việc cấp bách là tìm được hai người kia, sau đó trừ khử. Nói xong, ông ta và Lam Sơn lập tức biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Tầng 9 Tiên Bảo Các. Thật ra không ai ngờ rằng Dương Niệm Tuyết không dẫn Diệp Huyên trốn mà là mang hắn đến tầng 9 của Tiên Bảo Các, đây cũng là tầng riêng biệt dành cho các chủ. Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Tất nhiên nàng cũng đã lợi dụng thần vật để che giấu khí tức của mình và Diệp Huyên. Sau khi Dương Niệm Tuyết cõng Diệp Huyên tiến vào tầng 9, nàng tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, sau đó đặt Diệp Huyên xuống đất, lúc này đây linh hồn của Diệp Huyên vẫn còn đang vô cùng suy yếu. Dương Niệm Tuyết nhìn Diệp Huyên, quanh thân Diệp Huyên vẫn đang tản ra một luồng sát ý cùng lệ khí vô cùng kinh khủng, có điều những sát ý cùng lệ khí này đều đang bị một lõi cây trấn áp lại. Lõi cây của sinh mệnh thần thụ. Đây là thứ nàng lấy được từ một ông lão đeo dương trúc, nó có thể trấn áp rất nhiều tồn tại tà ác. Sát khí và lệ khí cũng thuộc phạm trù tà ác này. Bởi vì có lõi cây sinh mệnh thần thụ nên thần trí của Diệp Huyên đã dần dần khôi phục lại. Một lúc sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra.
Dương Niệm Tuyết nhẹ giọng nói, không sao chứ. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên một tia mịt mờ, một lúc sau hắn khẽ nói tiểu hồn không còn nữa. Tiểu hồn. Hắn vừa mới thử liên lạc với tiểu hồn, thế nhưng tiểu hồn đã hoàn toàn biến mất. Dương Niệm Tuyết im lặng, nàng biết tiểu hồn đã theo Diệp Huyên nhiều năm như vậy, tình cảm giữa cả hai chắc chắn rất sâu sắc. Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài, nàng không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến mức độ này, nàng vẫn luôn nghĩ rằng thiên mệnh sẽ ra tay trợ giúp, nhưng lần này thật sự chẳng có ai đứng ra cả. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng Dương Niệm Tuyết dâng lên một nỗi nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiểu tháp. Vừa dứt lời, tiểu tháp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyên liền tiến vào trong tiểu tháp. Chữa thương. Tái tạo thân thể, Dương Niệm Tuyết đi đến trước một cửa sổ, nàng nhìn xuống dưới, lúc này trong thành thỉnh thoảng lại có cường giả của hai tông bay qua kiểm tra. Nàng biết hai thế lực khổng lồ là Vân Thần Tông và Thiên Nhất Tông đang điên cuồng truy tìm nàng và Diệp Huyên. Ngoài ra, người của phân hội Tiên Bảo Các cũng đã được điều động đi rồi. Mục tiêu cũng là nàng và Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết cau mày, không phải lão đệ là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các sao? Đãi ngộ của khách quý siêu cấp mà thấp đến vậy à? Như nghĩ đến điều gì đó, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn khắp bốn phía. Không gian ở tầng 9 này không lớn, nhưng lại rất trang nhã, trước mặt nàng không xa có đặt một chiếc bàn dài kèm ghế, mà ở bên khác là một tủ sách, ngoài ra trong gian phòng này chẳng có gì cả. Các chủ. Nàng cũng thấy hơi hiếu kỳ với các chủ Tiên Bảo Các này, dù sao chuyện làm ăn của Tiên Bảo Các không chỉ lớn bình thường thôi đâu, nó được trải rộng khắp chư thiên vạn giới đấy. Dương Niệm Tuyết chậm rãi đi tới trước tủ sách, nàng lấy một quyển sách cổ ra đọc thử. Nhưng văn tự ở trên giấy lại là loại mà nàng chưa bao giờ thấy. Không phải chữ của thế giới này à? Dương Niệm Tuyết cau mày lại, nàng lật tiếp một vài quyển sách khác, tất cả đều là chữ viết xa lạ kia. Dương Niệm Tuyết đặt sách lên giá gỗ lại, nàng chậm rãi bước đến trước bàn dài, trên đấy cũng có một vài quyển sách cổ, mà lần này nàng đã đọc hiểu được chữ viết ở trên đó. Dương Niệm Tuyết cầm quyển sách lên, đập vào mắt là ba chữ, Vũ Trụ Luận. Bên cạnh Vũ Trụ Luận còn có một cây bút, nhưng cây bút này không giống với bút bình thường của thế giới này, thân ngắn, hơn nữa đầu bút còn vô cùng nhọn, tựa như mũi kim. Trong mắt Dương Niệm Tuyết ánh lên tia kinh ngạc, bút này đúng là có hơi đặc biệt. Nói rồi, nàng lật trang thứ nhất của Vũ Trụ Luận ra, khẽ đọc thế nào là vũ trụ. Là tên gọi chung của tất cả không gian, thời gian, vật chất. Nhìn thấy câu này. Dương Niệm Tuyết trầm mặc một lát rồi lại lật sang tờ thấy hai, không gian vô giới, thời gian vô biên, vật chất vô lượng. Ba thứ kết hợp lại chính là vũ trụ, chính là đại đạo. Dùng khoa học để tu thần, hoàn toàn có thể. Dương Niệm Tuyết vội lật sang trang kế tiếp, nhưng nàng chợt sửng sốt, bởi vì trên trang này viết một hàng chữ, muội muội, chưa được chủ nhân cho phép mà tự tiện xông vào thư phòng của người khác, còn đọc lén sách của người ta nữa, vậy không tốt đâu nha. Dương Niệm Tuyết tràn ngập vẻ khó tin trong đáy mắt. Đối phương biết có người đang đọc lén sách. Dương Niệm Tuyết lại lật sang tờ khác, còn lật nữa hả? Hi hi, không cho xem đâu. Dương Niệm Tuyết tiếp tục lật, thật sự muốn xem à? Đọc mật khẩu đi rồi cho xem. Dương Niệm Tuyết lại lật sang, thiên vương cái địa hổ. Vẻ mặt Dương Niệm Tuyết cứng đờ. Ám hiệu gì vậy? Nàng lại lật tiếp. Nhưng mặt sau đã trống không, chẳng có chữ nào cả. Dương Niệm Tuyết khép quyển sách lại, im lặng không nói gì. Không thể không nói, lúc này đây trong lòng nàng có chút khiếp sợ, nàng đột nhiên phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp các chủ Tiên Bảo Các thần bí này rồi. Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Lúc này, Dương Niệm Tuyết đột nhiên quay đầu, trên bàn còn có một chiếc hộp màu đen. Dương Niệm Tuyết cầm lên vốn định mở ra. Nhưng nghĩ đến điều gì đó nên nàng dừng lại, hành vi vừa rồi của nàng đúng là có chút mạo phạm. Một lát sau, Dương Niệm Tuyết đặt hộp lại chỗ cũ, tiếp đó, nàng cũng để quyển sách về lại vị trí ban đầu, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm thấy phức tạp, các chủ này thật sự không đơn giản. Không nghĩ nhiều nữa, Dương Niệm Tuyết đang định tiến vào tiểu tháp, mà lúc này, Diệp Huyên lại đi ra từ bên trong, bây giờ thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ thân thể mà linh hồn cũng đã ổn định lại.
dù sao thời gian bên trong tiểu tháp cũng không giống với bên ngoài. Dương Niệm Tuyết nhẹ giọng nói, ổn rồi. Diệp Huyên gật đầu. Dương Niệm Tuyết nói, vậy chúng ta đi thôi. Diệp Huyên đột nhiên liếc nhìn xung quanh, hắn đi tới trước kệ sách, nhìn lướt qua một phen rồi chợt nhíu mày lại, đọc không hiểu. Dương Niệm Tuyết đang định nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng vung tay phải lên, toàn bộ sách đều bị hắn thu vào bên trong tiểu tháp, tiếp đó, hắn lại đi đến trước bàn dài, không hề nghĩ ngợi gì mà hơ hết mọi thứ có ở đây vào trong tiểu tháp. Dương Niệm Tuyết đen mặt, đệ, như vậy không được. Diệp Huyên vô cảm đáp, đệ có lệnh huyền thiên, phu tiên kia nói bất luận thứ gì có bên trong tiên bảo các, đệ đều có thể lấy. Dương Niệm Tuyết. Thế gian này đều có nhân quả. Một đoạn duyên không biết là thiện hay nghiệt đã kết nên như thế. Trong lầu 9, Dương Niệm Tuyết hỏi, đệ có kế hoạch gì tiếp theo không? Diệp Huyên lãnh đạm, kế hoạch gì nữa? Tất nhiên là đánh đến chết rồi. Dương Niệm Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Huyên, tỷ đang muốn nói chúng ta đánh không lại người phụ nữ đó chứ gì. Dương Niệm Tuyết gật đầu, sức mạnh của nàng ta nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, đã vậy còn có hai vị siêu chí tôn ủng hộ. Chưa kể, có vẻ như tiên bảo các cũng đã xuôi theo bọn họ, tình hình cực kỳ bất lợi với chúng ta. Nàng thoáng dừng lại, ý ta là, chúng ta nên tạm thời lánh đi. Diệp Huyên im lặng. Hắn đương nhiên hiểu ý Dương Niệm Tuyết, tỷ đệ bọn họ trước mắt không phải đối thủ của bên kia, nếu đi tìm đối phương thì chẳng khác gì đi chịu chết. Dương Niệm Tuyết, chúng ta có thể đi tìm cha. Diệp Huyên lắc đầu, thù của đệ tự báo. Nói xong, hắn gọi tiểu tháp xuất hiện trên tay. Hắn hỏi Dương Niệm Tuyết, tỷ có thể che giấu khí tức của hai ta đúng không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, đúng, nhưng không thể kéo dài. Diệp Huyên, kéo được bao lâu? Dương Niệm Tuyết, ý là ta sợ bọn họ sử dụng bí pháp gì đó để tìm ra chúng ta. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên tiến vào tiểu tháp. Thời gian. Đây là thứ hắn cần nhất hiện nay. Hắn đi đến một đỉnh núi, mờ mịt dõi mắt nhìn vào xa xăm. Khi đại chiến với đạo huyền nhất, hắn không chỉ thiêu đốt huyết mạch mà còn cả linh hồn, ngay cả tiểu hồn cũng chủ động để hắn cắn nuốt. Vậy mà hắn vẫn không đánh lại đối phương. Đây là lần tuyệt vọng nhất từ trước đến giờ. Tiểu hồn. Diệp Huyên nhắm mắt lại. Cảm thấy trong lòng rỉ máu. Đồng thời, huyết mạch trong người bỗng sao động như muốn bộc phát. Dương Niệm Tuyết xuất hiện bên cạnh, nói với hắn, khống chế huyết mạch lại. Điều đệ cần bây giờ là bình tĩnh, không phải điên, trừ khi đệ muốn gọi người đến. Gọi người. Hai chữ này như một cây châm đâm vào tim hắn. Không biết từ khi nào, mỗi khi hắn gặp khó khăn đều sẽ có Thanh Nhi ra tay tương trợ. Dần ra hắn trở nên không biết sợ là gì, từ đó cũng thường vênh váo ra vẻ. Nhưng lần này Thanh Nhi không đến. Hắn đã nếm được thế nào là tuyệt vọng. Tuyệt vọng chân chính. Cho dù liều mạng cũng không thể thay đổi kết quả. Thế đạo này tàn khốc như vậy đấy, có đôi khi cho dù người có nỗ lực hay dốc sức đến đâu cũng sẽ không đạt được kết quả mãn nguyện. Diệp Huyên siết chặt hai tay, ép bản thân tỉnh táo lại. Tức giận là biểu hiện của kẻ vô năng. Chỉ có người như vậy mới lãng phí sức mình vào loại chuyện vô nghĩa này. Hồi lâu sau, huyết dịch trong người hắn êm đềm trở lại. Dương Niệm Tuyết nhìn hắn, không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng biết sự ra đi của tiểu hồn đã khiến hắn bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Tiểu tháp cũng không hé răng. Đây là lần đầu tiên nó và Diệp Huyên gặp cảnh thảm thiết thế này, vì vậy cũng bị sốc không nhẹ. Không chỉ Diệp Huyên tuyệt vọng, nó cũng tương tự. Bởi người phụ nữ kia quá mạnh. Cho dù có tiểu hồn chủ động cho cắn nuốt, Diệp Huyên với sức mạnh tăng vọt vẫn không thể làm gì được nàng ta. Thật ra nó không chỉ một lần muốn nói Diệp Huyên hãy gọi người đến đi, bởi nó cho rằng chỉ có chủ nhân và thiên mệnh mới giết được người phụ nữ kia. Nhưng nó biết Diệp Huyên sẽ không làm theo. Bởi vì hắn đã bắt đầu ghét bỏ bản thân vì làm ra vẻ trước kia. Muốn vênh váo ư? Được thôi. Vấn đề là ngươi phải mạnh. Giống như cha vậy. Chẳng phải ông ấy cũng thường xuyên làm bộ làm tịch đấy ư. Nhưng cha mạnh. Dùng một câu nói trong đời thường thì chính là, khi có tiền thì đánh rắm cũng thơm. Sức mạnh.
Diệp Huyên hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại rồi bắt đầu suy nghĩ. Phải làm sao để đánh bại đạo huyền nhất? Sức mạnh ư? Trước đó hắn đã kết hợp cả thể xác và kiếm thanh huyên lại mà vẫn không bì kịp đối phương, bây giờ càng không phải nói. Kết hợp thần thông. Chạm quá khứ, chạm hiện tại, chạm tương lai đều vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Huyên nhận ra hắn hoàn toàn không có phần thắng trước đạo huyền nhất, cho dù có đốt cháy cả linh hồn lẫn huyết mạch. Hơn nữa, trực giác hắn nói rằng nàng ta vẫn còn giấu chiêu. Chỉ còn lại một cách duy nhất. Gọi người đến. Tiếp tục làm một thằng con ông cháu cha. Suy nghĩ này khiến Diệp Huyên nở một nụ cười tự giễu. Ngoại trừ gọi người ra thì mình còn biết làm gì nữa. Dương Niệm Tuyết bỗng đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gạt đi bụi bẩn bám trên cổ áo hắn, khẽ nói, đừng tự trách mình, để tỷ giúp đệ. Diệp Huyên nhìn sang, thấy nàng mỉm cười, tỷ không đánh lại nàng ta, nhưng có thể giúp đệ mạnh lên. Nàng xòe bàn tay ra, để 12 chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện. Dương Niệm Tuyết, đây là toàn bộ của cải của tỷ. Trong đó có cái là của cha mẹ và tiểu bạch cho trước kia, có cái tỷ tự đi lừa, à không, tìm được. Cho đệ, Diệp Huyên khẽ lắc đầu, tỷ à, nước đến cổ mới nhảy e là không, Dương Niệm Tuyết ngắt lời hắn, để biết đệ thua cha ở chỗ nào không. Diệp Huyên im lặng. Dương Niệm Tuyết nhìn vào mắt hắn, cha sẽ không bỏ cuộc dưới bất kỳ tình huống nào. Đệ biết năm ấy cha đối đầu với thiên mệnh tuyệt vọng đến đâu không? Còn gấp 10.000 lần đệ hôm nay. Đệ biết năm ấy chúng ta thê thảm cỡ nào không? Thiên đạo và các thần thú bị thiên mệnh giết trong nháy mắt, đại di thiên tú tử trận, hai phân thân thiên mệnh bị tiêu diệt, nhị nha suýt nữa thần hồn câu diệt, ngay cả tiền bối Tiêu Giao Tử chưa một lần bại trận mà cũng không chém ra được một kiếm trước thiên mệnh. Cha thì càng bị đánh nặng nề, nhưng ông ấy chưa một lần từ bỏ. Cha có thể chết, có thể khóc, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ bỏ cuộc. Chưa đến lúc chết, tuyệt đối không bỏ cuộc. Diệp Huyên im lặng. Dương Niệm Tuyết lại nói, ta cũng tuyệt vọng trước đạo huyền nhất này, nhưng chẳng lẽ chúng ta không nên liều mạng một lần? Dù gì bây giờ vẫn còn sống mà. Diệp Huyên siết chặt hai tay, sau đó bất ngờ tát mạnh vào má mình. Chát! Tiếng bạt tai vang vọng khắp thế giới bên trong tiểu tháp. Gương mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, tỷ nói đúng. Đệ vẫn còn sống, vì sao phải bỏ cuộc? Làm sao có thể bỏ cuộc? Hắn nhìn số nhẫn Dương Niệm Tuyết đưa cho, hỏi, trong đây có những gì giúp ích cho đệ được? Dương Niệm Tuyết, tất cả. Diệp Huyên gật đầu, dùng thần thức quét qua một lượt. Hằng ha sa số thần vật trong nhẫn đều xuất hiện trong đầu hắn, có hữu dụng hay không chỉ cần chớp mắt là biết được. Một hồi sau, Diệp Huyên gọi một quả tim xuất hiện trên tay. Dương Niệm Tuyết, đây là lõi cây của sinh mệnh thần thụ, ta có được từ một lão già đeo dương trúc. Diệp Huyên gật đầu, lại lấy ra một chiếc bình ngọc trắng, bên trong chứa máu của nhị nha. Hắn nhìn nó, thầm nghĩ trước tiên phải đạt đến vĩnh hằng bất hủ cảnh. Chỉ có nhục thân, thần hồn và ý chí đều bất hủ mới có thể đánh với người phụ nữ kia, bởi vì khi ấy sức mạnh hắn sẽ tăng vọt sau khi đốt cháy thân xác và thần hồn. Muốn giết nàng ta, chỉ còn nước liều mạng. Hắn sẽ trực tiếp đốt thể xác và linh hồn mình. Diệp Huyên lấy chiếc bình đựng máu nhị nha ra, nhỏ một giọt vào miệng. Luyện lại nhục thân bất hủ. Để áp chế sức mạnh hùng hậu trong máu nhị nha, hắn nuốt luôn cả trái tim của cây thần sinh mệnh vào, nhờ nó trấn áp mới có thể hấp thu giọt máu. Lần này hắn không chỉ nhỏ một giọt mà dùng hết cả 12 giọt trong bình. Đây là ý kiến của Dương Niệm Tuyết. Bởi vì nhục thân bất hủ của hắn hoàn toàn không có tác dụng trước đạo huyền nhất. Phải càng mạnh hơn mới được, bằng không nàng ta chỉ cần búng tay là vỡ. Trừ máu nhị nha ra, Diệp Huyên còn hấp thu thêm vô số thiên tài địa bảo do Dương Niệm Tuyết thu thập được, cái nào cái nấy đều có giá cực cao. Dương Niệm Tuyết vẫn luôn dáng để dành một vài món trong đó, tỉ như lõi cây kia, cứ trần trừ mãi mà không ăn. Nhìn Diệp Huyên hấp thu thiên tài địa bảo như đang gặm cải trắng, nói nàng không sót là sai, nhưng lại nghĩ đây là đệ đệ mình. Ben không thèm quan tâm nữa. Đệ đệ ruột. Thời gian chung đụng của tỷ đệ bọn họ không dài. Họ từ nhỏ đã không ở bên nhau, nói tình sâu nghĩa nặng là giả, nhưng cuối cùng vẫn là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hơn nữa, Dương Niệm Tuyết vẫn luôn có một chút áy náy với Diệp Huyên.
Bởi vì người đàn ông áo xanh áp dụng phương pháp nuôi thả với hắn, còn với nàng là nuôi trong nhung lụa, từ bé đến lớn chưa từng chịu cực khổ. Một hồi sau, Dương Niệm Tuyết thu hồi suy nghĩ, nhìn Diệp Huyên đang chậm rãi lột xác trước mặt, thì thầm cố lên, đệ đệ. Thời gian từng chút qua đi, thân xác Diệp Huyên đã hoàn toàn thay đổi, một lần nữa đạt đến bất hủ. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn không ngừng ép buộc nó đạt đến giới hạn tối cao của con người. Giới hạn của bản thân. Hay đúng hơn là giới hạn của thân xác bất hủ cảnh. Đây là một quá trình đau đớn ngay từ ban đầu, bởi máu của nhị nha không phải chuyện giỡn chơi, cho dù có lõi cây của sinh mệnh thần thụ trấn áp nhưng hắn vẫn cảm giác như mình bị ngâm trong dung nham nóng rực. Nhưng bấy nhiêu đau đớn ấy vẫn chưa là gì. Bỗng nhiên, thân xác Diệp Huyên bị xé ra. Dương Niệm Tuyết cau mày, chuyện gì vậy? Thân xác hắn bị xé rách, nhanh chóng khép liền rồi lại bị xé ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Dương Niệm Tuyết thì thầm, biến chất. Biến chất. Sau khi một lần nữa đạt đến bất hủ cảnh, thân xác Diệp Huyên lại biến chất. Mà trên nhục thân bất hủ là gì? Dương Niệm Tuyết không biết. Bởi nàng không tu nhục thân. Bỗng dưng nàng biến sắc, lập tức rời khỏi tiểu tháp, trở lại tầng 9. Có tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Có người tới. Là ai? Hai mắt Dương Niệm Tuyết nhìn chằm chằm vào cầu thang dẫn lên lầu, đôi tay chậm rãi siết lại. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện. Sắc mặt Dương Niệm Tuyết trầm xuống khi nhìn thấy nàng ta. Đạo Huyền Nhất. Không ngờ nàng ta lại tìm được nàng. Đạo Huyền Nhất hỏi, hắn ở đâu? Dương Niệm Tuyết không đáp. Đạo Huyền Nhất cũng im lặng nhìn nàng. Dương Niệm Tuyết bỗng cười, ngươi làm thế nào mà tìm được ta? Đạo Huyền Nhất không đáp, chỉ nắm tay lại, để quyền thế vô hình bao trùm lấy Dương Niệm Tuyết. Trong chớp mắt đó, Dương Niệm Tuyết cảm nhận được khí tức của tử vong. Đạo Huyền Nhất trước mắt đang ở trạng thái đỉnh cao. Dương Niệm Tuyết đang muốn mở miệng thì thấy nàng ta bất ngờ tung ra một cú đấm nhanh như tia chớp, mang theo uy lực ngút trời. Nàng nheo mắt lại, gọi một con người gỗ nhỏ cầm kiếm xuất hiện trong tay. Nhưng khi nàng đang định dùng đến nó thì ngạc nhiên phát hiện thời không quanh mình trở nên mờ ảo, mà quyền thế khủng khiếp của Đạo Huyền Nhất lại im hơi lặng tiếng mà tan đi. Cú đấm của Đạo Huyền Nhất khi chạm được đến nàng chỉ còn là một thứ nhũn nhão ẻo uột, không có chút sức mạnh. Cả hai đồng thời sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra? Trong mắt hai người tràn ngập khó tin. Chỉ thấy Đạo Huyền Nhất lại tung ra một cú đấm khác. Một luồng sức mạnh khủng khiếp theo đó tuôn trào, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng chỉ thoáng cái, toàn bộ sức mạnh lại một lần nữa biến mất, để cú đấm trở nên yếu ớt vô cùng. Đồng tử khẽ rụt lại, Đạo Huyền Nhất nhìn khắp bốn phía mới phát hiện nơi này có phần kỳ quặc. Dương Niệm Tuyết cũng đã nhận ra. Không gian nơi này khác với bên ngoài. Đạo Huyền Nhất nhắm mắt lại, không gian quanh nàng ta chợt chuyển động như gợn sóng. Hồi lâu sau, đôi mày nàng ta cau lại như phát hiện ra điều gì. Dương Niệm Tuyết đứng nhìn nàng ta với sắc mặt kỳ lạ. Trực giác nói với nàng Đạo Huyền Nhất không thể phá giải được cấm chế ở nơi này. Mà nó nhất định là do vị các chủ bí ẩn kia dựng nên. Nhưng chẳng phải hai người này vốn nổi danh ngang nhau sao? Đạo Huyền Nhất bỗng nhiên mở bừng mắt, vung tay gọi thước thần vô lượng xuất hiện rồi cầm nó đập xuống. Nhưng không có gì xảy ra. Đạo Huyền Nhất nheo mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Rồi nàng ta như nhận ra điều gì mà đồng tử rụt lại, vội vàng xoay thước sang ngang. Ầm. Một luồng sức mạnh khổng lồ nện vào thân thước. Quỳnh. Đạo Huyền Nhất bay véo ra ngoài trong nháy mắt rồi va vào vách tường. Không chỉ vách tường mà toàn bộ tầng 9 đều không một chút suy xuyển. Bị bắn trả. Toàn bộ cú vung thước vừa rồi đều bị bắn trả lại cho nàng ta. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Dương Niệm Tuyết cũng đanh lại. Thật sự là quá kỳ lạ. Đạo Huyền Nhất lau vết máu bên khóe môi đi, ánh mắt trở nên trầm trọng. Lúc này, Mạc Hiền và Lam Sơn cũng xuất hiện. Thấy Dương Niệm Tuyết thì thoáng ngẩn ra. Nhưng khi Mạc Hiền muốn ra tay thì Lam Sơn đã ngăn lại, đồng thời ra hiệu bảo ông ta hãy nhìn Đạo Huyền Nhất. Mạc Hiền làm theo, thấy khóe miệng rỉ máu của nàng ta thì sửng sốt không thôi.
Dương Niệm Tuyết bỗng cười lên, xem ra chủ nhân của thư phòng này không thích nhìn người khác ra tay đánh nhau ở đây. Đạo Huyền Nhất nhìn Dương Niệm Tuyết, không tiếp tục ra chiêu mà chỉ nhắm mắt lại. Dần ra, không gian bốn phía bắt đầu mở đi. Nàng ta đang muốn phá cấm chế không gian nơi này. Mạc Hiền và Lam Sơn khi nhận ra điều đặc biệt ở nơi đây thì đều khiếp sợ. Các chủ bí ẩn. Bọn họ đã gặp được người này vào năm xưa, khi tiên bảo các mở phân hội ở đây. Đối phương đã đến tìm và yêu cầu họ làm cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bọn họ tất nhiên không tùy tiện đồng ý nên đã lao vào đánh nhau với các chủ một trận, kết quả hai bên ngang tài ngang sức. Đây cũng là lý do vì sao các chủ tiên bảo các lại có danh tiếng ngang với Đạo Huyền Nhất, bởi vì họ cho rằng người này cũng là cường giả ngang hàng với họ. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy người kia căn bản vẫn đang ẩn giấu sức mạnh chân chính. Đạo Huyền Nhất bắt đầu vung vẩy hai tay, khiến không gian bốn phía hết phân tách rồi được dựng lại. Dưới ánh mắt những người khác, không gian trước mặt nàng ta một lần nữa bị chia lìa. Động tác của Đạo Huyền Nhất càng nhanh, tốc độ biến hóa của không gian cũng càng nhanh, nhưng sắc mặt nàng ta đã tái đi mấy phần. Đúng lúc này, không gian trong thư phòng bất ngờ chấn động. Dương Niệm Tuyết cau mày, chẳng lẽ sắp phá giải được? Chỉ thấy Đạo Huyền Nhất khép các ngón bên bàn tay phải lại rồi ấn nhẹ. Toàn bộ không gian trong thư phòng lăn tăn từng đợt gợn sóng như mặt nước bị đá thả vào. Sắc mặt nàng ta thả lỏng, xem ra đã phá giải thành công. Nào ngờ đúng lúc ấy, không gian lại nhanh chóng phân tách rồi tăng tốc dựng lại. Một khắc sau, tất cả những người có mặt biến sắc khi nhận ra cảnh giới của bản thân đang không ngừng giảm xuống. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ cảnh giới đã trở thành con số 0. Bọn họ đều biến thành những người phàm tay trói gà không chặt. Khủng khiếp! Ai nấy đều sững ra. Chuyện gì đây? Đạo Huyền Nhất thì thầm với vẻ khó tin tràn ngập, hồi tưởng thời không. Hồi tưởng thời không? Mạc Hiền và Lam Sơn nghe vậy thì đồng loạt nhìn sang. Lam Sơn hỏi, Huyền Nhất cô nương, hồi tưởng thời không là gì? Trong mắt Đạo Huyền Nhất đầy vẻ khó tin, là để thời gian nơi này trở lại thời điểm quá khứ, khi chúng ta còn yếu ớt nhất. Thần thông bực này, e rằng những người đứng ở đỉnh cao năm ấy đều không làm được. Hồi tưởng thời không? Sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên khó xem. Còn chơi theo cách này được à? Thế này chẳng phải vô địch thiên hạ rồi còn gì? Mẹ nó! Lam Sơn nhìn Dương Niệm Tuyết, vị các chủ kia đang bảo vệ bọn chúng sao? Mạc Hiền lắc đầu, có lẽ là không. Vấn đề nằm ở nơi này, vị ấy không muốn có người đánh nhau tại đây. Tầng 9. Bọn họ biết nơi này là chỗ ở của vị các chủ kia, người của tiên bảo các ngày thường đều không thể bước lên. Rõ ràng là các chủ không muốn có người đánh nhau tại đây. Đạo Huyền Nhất nhìn Dương Niệm Tuyết, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại mang theo sát ý. Dương Niệm Tuyết không nói gì cả. Nàng biết, đã yếu thì đừng cố ra gió. Đánh không lại thì tự biết mà nhún nhường vào. Cũng không mất mát gì. Mạc Hiền bỗng nói, đi tìm Vô Tiên. Ông ta là phân hội trưởng nơi này, chắc chắn sẽ có cách. Ông ta nói xong thì rời đi. Đạo Huyền Nhất lại không rời khỏi thư phòng mà chỉ mịt mờ nhìn bốn phía. Các chủ. Nàng ta chưa từng gặp người này, nhưng thế nhân đều nói bọn họ là hai người phụ nữ lợi hại nhất chung thế giới này, đều nổi tiếng như nhau. Bây giờ nhìn lại mới thấy nực cười cỡ nào. Tài nghệ thời không này của các chủ đã vượt xa nàng ta. Hai người vốn không ở cùng một cấp bậc. Ánh mắt Đạo Huyền Nhất càng thêm mê mang. Giờ phút này, nàng ta chợt hiểu ra vì sao mình lại bị sư tôn phong ấn tu vi. Bởi vì sống trên đời không thể quá tự mãn. Tựa như một cái ly vậy, nếu đựng quá nhiều nước thì không thể chứa thêm gì cả. Sự học là vô tận. Võ học là vô tận. Đạo cũng vô tận. Ngươi nói ngươi mạnh, sẽ còn có người khác mạnh hơn. Đạo Huyền Nhất nhắm mắt lại, một hồi sau thì khom lưng thi lễ về phía thư phòng. Một sự tôn trọng. Nàng ta sẽ không ra tay tại nơi này nữa. Sau khi lui ra ngoài cửa, cảnh giới của Đạo Huyền Nhất được khôi phục, theo đó là khí tức tăng vọt. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Dương Niệm Tuyết khó coi trông thấy, đệ đệ à, nàng ta lại đột phá rồi. Má, chịu không nổi nữa.
Đột phá. Sau khi bị đả kích, Đạo Huyền Nhất không những không suy sụp mà còn đột phá tâm cảnh, đưa thực lực lên một tầm cao mới. Yêu nghiệt là gì? Yêu nghiệt chính là đây. Cường giả chân chính là gì? Chính là người không sợ vinh nhục, sau khi chịu hổ thẹn mà vẫn can đảm bước tới. Tất cả những gian khổ và khó khăn trên đời chỉ là tảng đá lót đường chứ không phải chướng ngại vật. Khí tức của Đạo Huyền Nhất ngày càng mạnh, khiến bên ngoài sôi trào cả lên dù trong thư phòng không có động tĩnh gì. Toàn bộ trung thế giới đều đang sôi trào. Đây là chí tôn. Nghĩa là thế nào? Chính là cảnh giới sau vĩnh hằng bất hủ, mang ý nghĩa cực hạn, ý chỉ thân xác, thần hồn và ý chí đã đạt đến giới hạn tối cao của bản thân. Khi ấy, ba phạm trù kia của một người đều đã mạnh đến mức kinh khủng. Có thể nói, cường giả chí tôn thì thân xác, thần hồn và ý chí đều đã đột phá cực hạn của bản thân. Muốn đến vĩnh hằng bất hủ không hẳn là khó, nhưng muốn đạt đến cực hạn thì khó như lên trời. Làm được và làm đến cực hạn là hai khái niệm khác nhau. Mạc Hiền và Lam Sơn trong Tiên Bảo Các đồng thời ngẩng đầu, khi thấy Đạo Huyền Nhất đột phá thì đầu óc trống rỗng. Đột phá rồi ư? Chỉ vậy mà đột phá? Bọn họ đã đạt đến chí tôn từ nghìn năm trước, sau ngần ấy thời gian vẫn là chí tôn, bởi vì để lên cao nữa thì quá mức khó khăn. Bọn họ đã đạt đến cực hạn của bản thân ở mọi phương diện, theo lý thuyết thì không nên khó như vậy. Thế mà Đạo Huyền Nhất lại đột phá. Cứ thế mà đột phá. Sắc mặt hai người không những khó coi mà còn phức tạp vô cùng. Lam Sơn khẽ lắc đầu, nàng ta tích lũy rồi mới bộc phát. Mạc Hiền im lặng, sau khi đạt đến chi tôn, Đạo Huyền Nhất đã rời khỏi tịch huyền đạo, một mình đi lịch luyện suốt trăm năm, lại còn phong ấn sức mạnh. Giờ đây khi cơ duyên đã đến, trực tiếp đột phá là bình thường. Tuy hiểu vậy nhưng hai người vẫn thấy ghen tị trong lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 194.